nơi đây là huyền linh sơn đăng tiên đài thánh tử ngắm cảnh đã ba canh giờ rồi hôm nay ngài ấy không tu luyện sao ngươi thì biết cái giấm gì chứ đạt được đến cảnh giới như thánh tử đại nhân cảm nhận cảnh vật còn quan trọng hơn việc tu luyện ngươi dám lớn tiếng quấy dày thánh tử cẩn thận mất cái đầu chó nhà ngươi đó ta a à, thánh tử không hổ là đại đế truyền thế thế mà lại ngộ đạo rồi như thế này đã được nửa tháng nay rồi thật là một sự lĩnh hội mạnh mẽ thánh tử đại nhân đẹp trai quá đi thật là muốn trở thành lò vạc cho thánh tử đại nhân hừ Ngộ đạo, ngộ, ngộ cái búa, ông đây có biết gì đâu. Ta đứng ở đây không phải là vì không có gì làm sao, nhân tiện giả vờ ngầu lòi tí. Còn có người cho rằng ta ngộ đạo, đang yên đang lành bị đến nơi quỷ quái này làm gì không biết. Nhớ là mình đang đi đường, đang nhìn gái đẹp, bỗng nhiên có một xe ô tô tông trúng vào mình, tỉnh dậy cái mình lại ở đây. Ta đến cái thế giới này trở thành cái tên thánh tử Ula Điện cùng họ cùng tên Lý Nhiên. Tên tiền thân này là một kẻ tàn nhẫn, để chộp lấy một cơ hội thượng cổ mà đuổi giết hàng ngàn đệ tử chính đạo chỉ vì hắn cảm thấy mấy tên đồng môn nói quá to, tình cờ lại phá hủy hết nội đạn của bọn họ. người tiên nhiệm tính tình thất thường, cực kỳ độc ác và vô cùng thờ ơ. nếu không phải vì chiếm giữ vị trí thánh tử ula điện, thì cho dù là thiên tài, thì hắn sớm đã bị người khác băm thành trăm mảnh rồi. để ta thay thế một nhân vật phản diện cũng được. tại sao lại còn phong ấn tu vi của ta? ta bây giờ giống như một bình hao di động, chỉ để ngắm chứ không dùng. người khác xuyên không đều có ngón tay vàng, còn mình thì có cả đống người đang đợi để lấy mạng. thật là tồi tệ bảng hệ thống việc tốt mỗi ngày đây là cái quái gì vậy hệ thống việc tốt mỗi ngày được dành riêng để giúp ký chủ thay đổi suy nghĩ và trở thành một con người mới hệ thống sẽ đưa ra các nhiệm vụ ngẫu nhiên chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể nhận phần thưởng hệ thống đang trong quá trình liều mạng tải về mức độ hoàn thành nhiệm vụ càng cao phần thưởng càng hậu hĩnh sao mình lại cảm thấy tên của hệ thống này có chút kỳ lạ việc tốt mỗi ngày liệu có phải muốn ngày nào cũng làm việc tốt không điều này không phù hợp với tính cách trước đây của mình bảng hệ thống có nói là tính cách của ký chủ quá máu lạnh và không có người thân mật nào bên cạnh và để cảm hóa nội tâm của ký chủ xin mời mở ra một màn yêu đương ngọt ngào nhiệm vụ đầu tiên được phát hành giới hạn thời gian trong vòng 24 giờ hãy chủ động tỏ tình với một người khác giới và được sự đồng ý của đối phương sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được phần thưởng chất lượng của phần thưởng phụ thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ ta là thánh tử u La điện thứ ta nhận được là kịch của nhân vật phản diện mỗi ngày một việc tốt thì cũng thôi đi lại còn yêu với đương cái quái gì nữa chứ hệ thống dỡ hơi ngươi đang thao túng tâm lý của ta phải không xin hỏi ký chủ có muốn chọn từ bỏ từ bỏ đấy là điều chắc chắn luôn yêu với đương cái đách gì nữa chứ ta là nếu như từ bỏ nhiệm vụ hệ thống giao cho tu vi của ký chủ sẽ mãi bị phong ấn đồng thời hệ thống sẽ ngủ đông vô thời hạn ký chủ có muốn từ bỏ không cái gì tu vi phong ấn đợi chút đã chuyện yêu đương sao chuyện này là sở trường của ta rồi từ từ yêu đương chẳng phải cần hai người sao một mình ta thì làm kiểu gì phải tìm em gái để tỏ tình ư vậy môn quy quan trọng nhất của Ula điện là cấm yêu đương đây chính là mệnh lệnh do chính sư tôn truyền đạt nếu như ta tỏ tình với tiểu quái muội mà để sư tôn biết được thì ta chết chắc luôn để ta nghiên cứu cái đã su si su si xí muội xong rồi nếu như ảnh thạch vô dụng thì ta sẽ trực tiếp tỏ tình chuyện này để sau nói đi ấy ra hướng dẫn tu luyện của tôn trưởng lão hôm nay làm chúng ta chậm trễ lâu quá đợi đến lúc ta đi đến đăng tiên đài thì thánh tử đã đi mất rồi mất vui được rồi cô đừng có bám giết lấy thánh tử nữa cẩn thận một ngày nào đó thánh tử không vui sẽ đem cô ra thành cái lò vạc đấy kiểu như có trở thành cái lò vạc cho thánh tử đại nhân ta nằm mơ cũng cười đến tỉnh mất xem tiền đồ của cô kìa nghỉ sớm đi chuyển cảnh ngươi đã luyện xong đan dược để đánh giá chưa ta muốn đem lô này đến giao cho trưởng môn nhân tiện đồ của ngươi có cần đem qua luôn không được cảm ơn sư tỷ la sát phong trưởng môn đây là những thông tin tình báo mới nhất ừ ngươi lui đi thái hà tiên tử và xích mộc quân nhân kết thành đạo lữ chính nhất tông gia nhập thêm một vị cao thủ độ kiếp ngũ hành tông trưởng môn và băng văn tông tiên tử kết thành đạo lữ liên thủ mạnh mẽ liệt dương tông trưởng môn lâm uyên vì để giúp đỡ đạo lữ mặc tiểu tiên độ đan kiếp đã dùng cơ thể của mình để chống lại lôi kiệt dẫn đến tu vi bị tổn hại liệt dương tông có thể rơi khỏi vị trí những tông môn hàng đầu thái hà người phụ nữ xấu đó có thể tìm ra đạo lữ xích mộc chân nhân chẳng lẽ bị mù sao Lâm Uyên thật sự ngu ngốc đến mức lấy thân của mình để chống lại lôi kiệt sao. Nếu như liệt dương tông vì điều này mà trở thành một tông môn hạng hai, thì hắn ta chính là một tội nhân thiên cổ. Bảng tình báo lần này đến, sao nghe như có mũi chua xót nhỉ. Yêu đương chỉ làm chi người ta đưa ra phán đoán sai lệch, thiên địa bất nhân, tiên đạo vô tình. Cái gì mà song tu, cái gì mà đạo lữ, chỉ là mây mờ thoáng qua. Những kẻ đó rõ ràng đã lầm đường lạc lối, đâu có như ta, lục căn thành tịnh, tâm vô bằng vụ, sớm lên ngôi để được vạn người ngưỡng mộ. Nhưng mà, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì có lẽ ta sẽ cô độc cả đời trưởng môn đa dược mà các đệ tử luyện thành đã dâng lên rồi đặt ở thư phòng của người sao đưa đây cho ta là được về đến thư phòng trưởng môn mở ra kiểm tra chất lượng của lô đan dược này không tồi dược tính cũng không hao tổn quá nhiều gần đây các đệ tử tiến bộ rất nhiều xem ra để họ tránh xa tình cảm nam nữ là đúng đắn hà ảnh đá kẻ nào dám lừa ta đặt thứ này bên trong ta muốn xem xem kẻ nào to gan như vậy trưởng môn liền xem thứ trong thạch đá thì phát hiện sự thật động trời của Ula điện, sao có thể là Nhiên Nhi được, có điều gì không thể nói trực tiếp, có điều gì không thể nói ra sao? Để xem nói gì nào, cảm ơn người đã luôn ở bên cạnh ta, muội như tia nắng ấm áp, thắp sáng bóng tối quanh ta. Thì ra là muốn cảm ơn sư phụ, trực tiếp nói không được ư, sao lại còn bày trò, thiệt là. Nghe tiếp coi sao, ta thích mưa mùa hè, cầu vong sau cơn mưa và người của bất kể lúc nào. Cảm giác có thứ gì đó không đúng, Nhiên Nhi đang tỏ tình với ta sao? Ta thích người cho nên xin hãy hẹn hò với ta đi. Hôm qua ta phát hiện ra rằng ta thích người rất nhiều, hôm nay ta cũng thấy thích người, và ta dự cảm ngày mai ta sẽ thích người càng nhiều hơn. Câm miệng, thật kinh tởm. Làm sao có thể chứ, người đầu tiên tỏ tình ta lại chính là đồ đệ của ta. Nghịch đồ, vi phạm cấm chế của môn phái thì không sao, nhưng lại âm mưu để hại ta làm điều sai trái. Ôi trời, sao tim ta lại đập nhanh hơn, đây là cảm giác được tỏ tình sao. Ồ không, Ula Điện không được phép yêu đương, môn quy này do chính ta đặt ra mau gọi thánh tử đến đây gặp ta vâng chủ nhân chuyển cảnh vừa gặp thánh tử trưởng môn đã tức giận ngươi thật to gan mau quỳ xuống nan ý ta đưa lưu ảnh thạch cho sư muội sao lại đến chỗ của sư tôn tiểu sư muội đã bán đứng ta sao toi đời rồi ta bị bại lộ rồi ta đã vi phạm giới luật quan trọng nhất của môn phái bị sư tôn phát hiện rồi phải làm sao đây chờ online đi gấp lắm rồi điều tối kỵ nhất của sư tôn chính là đệ tử của môn phái nói chuyện yêu đương trưởng môn cũng thẩm mỹ nhiên nhi đứa trẻ trẻ gương mặt sáng như ngọc lông mày dáng kiếm môi đỏ răng trắng khôi ngô tuần tú ngay cả trong giới tu tiên cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay cậu ta còn là một tài năng xuất chúng chỉ e là tất cả giới tu tiên này cũng không thể nào cự tuyệt lại lời tỏ tình của nó tên thiếu niên này thế mà lại thích ta chứng tỏ ta vẫn có cảm giác thiếu nữ thanh xuân chỉ sợ giữa chúng ta thân phận khác biệt không đúng mình đang nghĩ lung tung gì vậy chứ nhiên nhi ngươi còn không mau giải thích đi hiện tại chứng cứ rõ ràng không có cách nào ngụy biện rồi không chính là giải thích rồi, chỉ cần thuận theo thôi. Sư Tôn, hình chiếu đó đúng là con đích thân ghi lại, lời trong đó cũng chính là con nói, con không có gì để giải thích cả. Tông môn cấm quan hệ nam nữ, ngươi biết điều này. Thân là một thánh tử, tương lai là người của trưởng môn, thế mà lại cầm đầu vi phạm môn quy. Ngươi cho rằng bổn tọa không dám phạt ngươi ư? Sư Tôn, khi đệ tử lưu ảnh này, con cũng đã chuẩn bị sẵn trường hợp xấu nhất rồi, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản được tấm chân tình của đệ tử. Nhiên Nhi vì muốn ở bên ta mà có dũng khí như vậy, dám nói ra những lời như thế nhiên nhi sư tôn cho dù có nhẫn tâm đến đâu nhưng dù sao cũng là nữ nhân ta tỏ ra vẻ si tình tỏ sẵn sàng chịu phạt để được ở bên tiểu sư muội như vậy muội ấy chắc chắn sẽ mềm lòng vậy thì ta có cơ hội rồi chuyện hôm hôm qua hôm nay bổn tọa coi như chưa từng xảy ra ngươi đi đi tiểu sư muội không đồng ý cũng không sao không có cách nào thì ta đổi mục tiêu còn chưa đến 20 giờ ta vẫn còn cơ hội để hoàn thành nhiệm vụ để mở phong ấn tu vi nếu đã như vậy đồ đệ xin cáo lui đợi đã không phải chứ lẽ nào chuyện này vẫn chưa kết thúc sao ngươi hãy mau buông bỏ tình cảm này đi ta không thể đồng ý ngươi gần đây vì suy nghĩ quá nhiều mà việc tu luyện bị trì trệ ta phạt ngươi vào u hàn động úp mặt vào tường suy ngẫm một tháng chăm chỉ luyện tâm u hàn động thế này thì rắc rối rồi u hàn động là một động băng tự nhiên trên huyền linh sơn nơi ngưng tụ linh khí lạnh nhất trong toàn bộ dãy núi người thường bước vào đó vài giây sau sẽ trở thành một bức tượng điêu khắc bằng băng chỉ những cao thủ cấp kim đan kỳ trở lên có thể dùng phương pháp u la điện bảo vệ cơ thể mới có thể chịu đựng được cái sự lạnh giá ở trong đó nếu như ta là lý nhiên trước đây hình phạt này cũng không là gì cả quan trọng là bây giờ ta bị phong ấn tu vi rồi vào trong đó chắc chắn sẽ bị lạnh chết mất cho dù có may mắn sống sót thì cũng quá 24 giờ lúc đó cơ hội khôi phục tu vi cũng không còn nữa tuyệt đối không thể vào u hàn động sư tôn à sư tôn ơi nhiên nhi ta không phải muốn phạt ngươi chỉ là vì không biết làm thế nào để đối mặt với ngươi trưởng môn nói thầm đệ tử khó lòng tuân lệnh sao ngươi dám trái lệnh sư à ngươi có biết ngươi đã vi phạm môn quy lẽ ra phải bị trục xuất và đuổi ra khỏi môn phái không ta niệm tình ngươi phạm lỗi lần đầu lại rất có thiên phú nên ta đã khoan dung với ngươi thế mà ngươi lại một chút hình phạt này cũng không chịu được sao không phải thế lời sư tôn đã nói ra đừng nói là cấm túc một tháng cho dù 5 năm, năm hay 10 năm đệ tử cũng không dám phản nàn vậy lời vừa nãy ngươi nói là có ý gì đệ tử không thể chấp nhận là ngươi đã ra lệnh cho đệ tử buông bỏ đoạn tình cảm này việc này đệ tử thật sự không làm được người mà ta thích là người tồn tại đẹp nhất trên thế gian này đã chiếm trọn cả thế giới trong lòng ta rồi người muốn ta quên đi đoạn tình cảm này giống như muốn ta moi ra trái tim mình vậy cho nên đệ tử khó lòng mà tuân lệnh ngươi ngươi là đồ nghịch đồ ở đây nói nhăng nói cuội cái gì thế chứ cho dù ngươi có toàn tâm toàn ý thì sao khác biệt giữa hai người quá lớn ngươi chỉ là vọng tưởng mà thôi lý nhiên thẩm mỹ quả thực ta thân là thánh tử u la điện tiểu sư muội và ta khoảng cách không hề nhỏ nhưng trước mắt vì để khôi phục tu vi của ta ta không quan tâm nhiều như vậy lời người nói ta đều hiểu nhưng ta tin nếu thật sự yêu nhau sẽ không bao giờ chia cắt dù cho phải đối mặt với bao nhiêu trở ngại trưởng môn hơi cảm động nhân nhi vì ta mà có dũng khí san bằng núi non sao ngươi có thể chấp nhận được những lời đồn đại không có thể chịu đựng sự bàn tán của người ngoài sao cho dù người ngoài có chỉ trích ta ta vẫn sẽ lạnh lùng đối với tình yêu đích thực này ta vốn không hề quan tâm đến những điều đàm tiếu ấy cho dù có bảo ta đi chết ta cũng cam lòng chân ái. Vậy thì ngươi có sẵn lòng chết cho cái gọi là tình yêu này không? Chỉ cần có thể ở bên người mình yêu, cho dù có chết. Đệ tử cũng cam tâm tình nguyện. Nếu đã như thế, vậy thì ngươi. Ngươi hãy đi chết đi. Rút lời, trưởng môn đã trưởng một phát. Thôi toang rồi, người phụ nữ này không chơi bài theo thói rồi, quả này chết chắc rồi. Nếu tu vi vẫn còn thì cũng không phải chuyện lớn gì. Vấn đề là, tu vi của ta bị phong ấn rồi. Á, à, ngươi bị ngốc sao, tại sao không sử dụng công pháp để chuyển mình? Lý nhiên thẩm trách vận dụng công pháp ngươi cho rằng ta không muốn sao tu vi bị phong ấn rồi ta vận kiểu gì đây hả nếu như không được ở bên người mình yêu thì ta còn sống còn có ý nghĩa gì nữa chứ trưởng môn lại bị cảm động nữa rồi tự nghĩ là nhiên nhi vì muốn ở bên cạnh ta mà thật sự tình nguyện chết nếu như không đồng ý chuyện tình nồng nhiệt này liệu ta có quá đáng quá không nhiên nhi vì chuyện tình cảm này mà không màng những lời đàm tiểu có dũng khí rời non lấp biển ta cũng nên bày tỏ chút thái độ mới phải khoảng cách giữa ta và nhiên nhi quá lớn nhưng với tài năng của anh ấy việc lên ngôi chỉ là sớm muộn. Sư tôn, sư tôn, ngươi đừng có nhìn bổn tọa như vậy, ta đồng ý là được rồi. Sư tôn vạn tuế. Tốt quá, sư tôn không trừng phạt ta, còn đồng ý cho ta và tiểu sư muội yêu đương, như vậy thì ta chỉ là theo lệnh tán gái mà thôi. Vì vui quá nên đã ôm trầm lấy sư tôn. Thế lại bị chửi. Ngươi, ngươi là đồ đăng, đồ tử, đồ dâm đảng. Bổn tọa vừa mới đồng ý, ngươi đã đòi động tay động chân rồi sao? Sư tôn, là do đồ nhi kích động quá. Ngươi nghe cho rõ đây, Bổn tọa mặc dù đã đồng ý ngươi, nhưng dù sao môn quy này cũng là do bổn tọa đặt ra, chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài để người khác biết được. Sư tôn, người yên tâm, con nhất định sẽ mùm câm như hến. Chuyển cảnh. Nhiệm vụ hoàn thành, bảng hệ thống hiện rõ. Đối tượng tỏ tình Lãnh Vô Yên, độ khó, cấp luyện ngục, cấp độ thành công một, độ hoàn thành, hoàn mỹ. Chúc mừng ký chủ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, phần thưởng đang thăng cấp. Đã giải phong ấn, giành được dương báu cấp 3. Đối tượng tỏ tình là Lãnh Vô Yên ta chỉ muốn tìm đại một người để thả thính yêu đương thôi sao lại thành ra thả thính lý nhiên đang không hiểu trưởng môn cái này chuyện này là thế nào sư tôn lưu ảnh thạch này là ai đã đưa cho người vậy ngươi còn giả vờ à không phải chính ngươi đã nhét nó vào trong hộp đan dược rồi bằng cách này giao đến tay ta sao sau này không được làm như thế nữa nếu như bị người khác phát hiện chuyện này sẽ bị bại lộ đấy thì ra là vậy hóa ra tiểu sư muội không tố giác ta là gửi nhầm hộp đan dược vào tay trưởng môn bởi vì ta đã nói ra hết nhưng không nhắc đến tên nên trưởng môn nghĩ rằng ta đang tỏ tình với cô ấy ôi má ơi chúng ta từ đầu tới cuối đều không cùng tần số ta chỉ muốn hạ tiểu chỉ không ngờ giờ lại hạ được trưởng môn làm ơn đi ta chưa từng nghĩ sẽ cùng trưởng môn yêu đương nhiên nhi ngươi sao thế sao mặt lại trở nên kém sắc vậy xét về dung mạo và vóc dáng thì trưởng môn hơn tiểu sư muội rất nhiều bọn họ về cơ bản là không cùng đẳng cấp nhưng mà ta cùng lắm vào vai phản diện lãnh vô yên là cấp boss tồn tại yêu đương với phụ nữ như vậy làm không tốt thì có ngày mất mạng như chơi ta khổ quá mà bây giờ thì đến đâu hay đến đó vậy ta cũng không thể nói sư tôn tôi sai rồi viên lưu ảnh thạch đó không phải đưa cho người mà là đưa cho tiểu sư muội nhìn phản ứng vừa rồi của sư tôn rất có thể ta sẽ băm nhỏ cho chó ăn bỗng nhiên trưởng môn lên tiếng nhiên nhi tiên lộ còn dài nếu như hai chúng ta muốn ở bên nhau mãi mãi cùng nhau đứng trên đỉnh cao của đại đạo thì ngươi phải luyện tập chăm chỉ không được lơ là dù chỉ một chút ta sẽ ở phía trước đợi ngươi lý nhiên thầm nghĩ sư tôn nói không sai tu luyện cũng giống như trèo xù ngược dòng ta vẫn còn một đoạn đường dài phải đi rồi sẽ có một ngày ta sẽ đứng trên đỉnh cao của thế giới này tất nhiên rồi trước tiên ta phải sống dưới sự chăm sóc của trưởng môn sư tôn bên này trưởng môn cũng đang thấy người là lạ thì ra được người khác thích là cảm giác như thế này chuyển cảnh quá trình thật ly kỳ và thú vị nhưng cho một kết quả thật là mỹ mãn tu vi của ta đã được khôi phục vừa nhận được ba dương kho báu mà không phải làm gì cả ta phải xem xem bên trong có thứ gì mới được nhìn lên bảng hệ thống bạn có muốn mở dương kho báu bây giờ không nhấn nút có chúc mừng ký chủ nhận được đoạt thiên công tiếp tục dương thứ hai chúc mừng ký chủ nhận được linh thương linh bảo vân và dương cuối cùng nhận được là dị tượng rồng trạch thiên một quyển sách hiện ra ta một chữ cũng không hiểu đây là thiên thư sao đổi cách khác vậy đoạt thiên cơ phạt thiên đạo tốt đoạt thành tựu bất tử bất diệt vô thượng chân thần của chư thiên tạo hóa dùng luật của ta thay thế vạn luật dùng ý của ta thay thế vạn ý dùng để đoạt thiên sao thì ra là vậy đoạt thiên công đã thay đổi thể chất của ta nhân vật phản diện màu tím trong không gian ý thức không ngừng hấp thu linh khí thân thể đan điền kinh mạch thậm chí là cả linh hồn đều đang trong quá trình tôi luyện lặp đi lặp lại cũng có thể nói bây giờ ta không cần luyện tập thiền nữa bất kể ta ăn uống hay ngủ nghỉ hay làm bất cứ việc gì cũng đều đang không ngừng tu luyện thật tốt tin tốt cho kẻ lười biếng công pháp này quá phù hợp với ta rồi cứ gọi nó là bài tập treo là được rồi linh bảo cao cấp được lưu trữ trong cơ thể nâng cao sức mạnh của người dùng về lý thuyết chỉ cần người sử dụng đủ mạnh thì giá trị của đồ vật này sẽ không có giới hạn. Còn bốn chiêu phương pháp nữa, uy lực mạnh mẽ, vô cùng thiết thực. Có điều, điều khiển một thanh kiếm mới là sự lãng mạn của một nam nhân, điều khiển thương có là gì chứ? Hơn nữa đồ vật thô kịch như thế này không hợp với ngoại hình của ta. Thôi vậy, cứ dùng trước đã, không được thì đổi sau. Dị tượng, đồ vật này quá bí ẩn. Đó là hiệu ứng đặc biệt với các bổ sung đáng kể, mỗi loại dị tượng không giống nhau, không nói rõ được hiệu quả cụ thể. Thôi bỏ đi, chỉ cần đừng gây ra quá nhiều tiếng ồn, nhớ chẳng may làm người khác giật mình thì không hay, ta không biết phải giải thích như thế nào hy vọng qua đêm nay trưởng môn sư tôn sẽ quên đi chuyện ta tỏ tình với người lúc này bên phía trưởng môn vẫn còn có nhiều cảm xúc với màn tỏ tình ấy cuối cùng ta cũng đã từ bỏ cuộc sống độc thân rồi đối tượng yêu đương lại chính là đệ tử ta tâm đắc nhất có phải ta quá xúc động rồi không làm sao có thể nhận lời tỏ tình của nhiên nhi chứ mặc dù bề ngoài hắn cũng được thiên phú tuyệt luân đối với ta một lòng si tâm nhưng mà hắn dù sao cũng là đệ tử của ta thỏ không ăn cỏ gần hang ta làm vậy liệu có tốt không nếu như chẳng may chuyện này bị đồn ra ngoài thì sau này ta phải đối mặt với các đệ tử của Ula Điện như thế nào? Người bên ngoài sẽ nói gì về ta? Trước đây là bà già không ai thèm, bây giờ lại cùng đệ tử yêu đương đi khủng. Không được, ta không chấp nhận được cách nói đó. Còn nữa là, sau này ta làm sao hòa hợp được với Nhiên Nhi đây? Còn ai dám tỏ tình với ta? Làm sao yêu đương được nữa? Thật là phiền quá, tại sao ta lại đồng ý với hắn chứ? Vậy còn có thể làm gì chứ? Thể hiện của Nhiên Nhi hôm nay đều đã chứng minh là cậu ấy si mê ta. Nếu như ta nói với hắn chuyện hai chúng ta không thể ở bên nhau, có lẽ cậu ta không sống nổi mất nhiên nhi quan tâm đến ta như vậy điều đó có nghĩa là ta cũng rất hấp dẫn không thua kém gì các mỹ nhân khác đang mải mê suy ngẫm thì nữ đệ tử đến hỏi lãnh trưởng môn làm phiền người rồi tôi đến để lấy kết quả giám định bổn tọa hôm nay vẫn chưa xem xong ngày mai ngươi hãy đến đi vâng đệ tử xin cáo lui đợi đã trưởng môn còn có điều gì giao phó ngươi ngươi đã từng yêu đương chưa nghe hỏi thế cô ta liền quỳ xuống và thanh minh đệ tử vẫn luôn tuân theo cấm chế của môn phái không có chút hứng thú gì với nam nhân chưa từng vượt quá môn quy xin trưởng môn minh giám mau đứng lên đi ta đâu có nói ngươi vi phạm môn quy vậy tại sao người lại hỏi như thế biết người biết ta thì mới bách chiến bách thắng bổn tọa tuy cắt đứt hồng trần nhưng đối với chuyện hồng trần không thể không biết gì như thế không có lợi cho việc tu hành đúng rồi ta hỏi ngươi một việc nếu như ngươi có bạn trai thì sẽ cùng hắn làm những chuyện gì chuyện có thể làm cùng nhau rất nhiều ví dụ như hẹn hò cùng nhau đi xem ca nhạc cùng nhau đi ăn kẹo bông thì ra là như vậy cô đệ tử vẫn đang xem mê nói nếu như mối quan hệ tiến gần thêm một chút thì có thể nắm tay và ôm hôn đương nhiên cuối cùng chắc chắn sẽ là ngủ cùng nhau sao hả trưởng môn đây đều là đệ tử nghe nói cụ thể như thế nào đệ tử không hề biết chúng ta đang thảo luận chuyện tu hành sao ngươi lại phải căng thẳng như vậy thôi bỏ đi ngươi lui xuống trước đi cảm giác hẹn hò là như thế nào nhỉ buổi sáng bên thánh tử thánh tử đến giờ dậy ăn sáng rồi nha hoàn a thấm vì sao vị lão huynh trước đây có thể đối xử không tốt với một cô gái ngọt ngào như thế này chứ thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết thật quá đáng mà thánh tử ngươi mau đứng dậy đi ngươi không làm sai gì sao lại phải quỳ chứ nô tỳ đáng chết xin thánh tử trừng phạt đừng quỳ đó nữa mau đứng dậy giúp ta thay y phục Nani, ý không phải chỉ là thay y phục bên ngoài thôi sao ta có cảm giác bị nhìn thấy hết toàn thân rồi không cần nữa đâu quần thì để ta tự thay được rồi thánh tử a thấm sao ngươi lại tủi thân nữa rồi thánh tử người thay đổi rồi trước giờ người luôn để a thấm hầu hạ người có phải người chê a thấm ngốc không người thấy a thấm có chỗ nào không tốt a thấm sẽ sửa ngay thánh tử thầm nghĩ một cô gái tốt không lẽ bị ngốc sao Ta nhớ là cô ta tên thẩm thấm, là đại tiểu thư nhà họ thẩm. Bởi vì chọc giận tiền thân, nên cả gia tộc bị nhà họ lý thôn tính. Cô ta đến ula điện trở thành thị nữ cho tiền thân, phục vụ ăn uống hàng ngày. cả hắn và những người ở ula điện đều gọi cô ta là a thấm. Cô ta luôn bị tiền thân đánh mắng, nếu không phải do quy định. Nhưng ngặt của ula điện, thì tiền thân sớm đã hành thân thể cô ta rồi. Theo lý mà nói thì cô ta lẽ ra phải hận, cam thù hắn đến tận xương tủy mới phải. Ta thấy bộ dạng của cô ta bây giờ thì không như vậy, là a thấm đáng chết, xin thánh tử trách phạt thánh tử hãy nghiêm khắc trừng phạt a thấm đi ôi địa thần ơi tiền thân thật sự có thể ra tay như vậy hủy hoại bàn tay trần trụi của phụ nữ một cách tàn độc a thấm có lẽ là đã bị tra tấn trong khoảng thời gian dài và mắc phải hội chứng stockholm thì phải ngươi không làm sai điều gì sao ta lại phạt ngươi băng đông tan xích phi nhất nhật chi hàn cái bóng tâm lý lưu lại bao nhiêu năm như vậy không thể thay đổi trong một sớm một chiều được ta vẫn nên giữ lại cài đặt không thể bị phá bỏ đứng lên đi hầu hạ ta thay y phục ngươi thấy sao đẹp không thánh tử đại nhân đẹp nhất rồi coi như người có mắt nhìn. Ôi má ơi, ta không phải nằm mơ đó chứ, đây có phải là sự dịu dàng mà thánh tử chỉ dành cho mình ta? Khi bước chân ra ngoài thì, xin chào thánh tử, tham kiến thánh tử. Bỗng gặp tiểu sư muội. Thánh tử, một ngày không gặp nhau dài như ba mùa thu. Tiểu sư muội, mới sáng sớm, muội không đi tu luyện còn ở đây làm gì? Nếu không vì nữ nhân này thì hôm qua ta đã không tỏ tình với trưởng môn một cách khó hiểu như vậy. Hừm. Thánh tử đại nhân, một ngày không gặp, muội thấy người càng trở nên anh tú hơn, tu vi của người ta tiến bộ rất nhanh đó. Hiện tại đang luyện hậu kỳ khí rồi, ngay cả Tôn trưởng lão cũng khen muội có thiên phú từ bé này. Ui, liên quan quái gì đến ta chứ? Ngươi thì, chờ đã, hệ thống có tin. Tình. Phát hành nhiệm vụ, xin hãy chỉ ra những vấn đề trong quá trình tu luyện của tiểu sư muội và giúp đỡ đối phương để họ có thể tiến bộ. Chất lượng phần thưởng phụ thuộc vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Hả, chỉ ra thì dễ, còn muốn để tiến bộ thì sao có thể nói dễ dàng thế? Đây không phải là chuyện mà một vài câu có thể giải quyết được. Quan trọng nhất là niềm vui khi giúp đỡ người khác. Điều đó không phù hợp với cài đặt nhân vật của ta xem ra phải nghĩ cách khác rồi lúc này trong giờ tập luyện liền so tài với tiểu sư muội thế nào muội còn không phục ư nếu cảm thấy bản thân chưa chuẩn bị tốt vậy ta cho muội thêm một cơ hội nữa được ta giết người chậm quá đi vẫn không được sao sao lại như thế làm lại trẻ trâu quá xem muội đây thật sự là chậm quá đi mất hai người miệt mài tu luyện dùng binh khí thì sao nhỉ theo ta thấy thì kết quả cũng không khác gì đen đây là cái muội gọi là thực lực ư thật là còn chịu không nổi một chiêu của ta á dừng tay thảm quá tiểu sư muội hơn nữa là bị phế rồi đây chính là kết cục do đắc tội với thánh tử ư ta thấy tôn trưởng lão cũng sẽ bị liên lụy vừa rồi ông ấy còn muốn ngăn cản thánh tử đau đau quá xương của ta sắp bị gãy rồi và lúc này tôn trưởng lão đi đến gặp trưởng môn trưởng môn hân nhiên thiên phú phi thường trong môn phái cũng chỉ đứng sau thánh tử mà là đệ tử mà ta đắc ý nhất là người sẽ kế vị ta xin người hãy để thánh tử dơ cao đánh khẽ trưởng môn lạnh lùng nói đừng nhúng tay vào nhưng mà ngươi nhìn cho kỹ đi cảnh tượng hai người luyện tập tiểu sư muội ta à không kiên trì được nửa à vẫn còn thời gian mười hơi thở nữa muội có thể lựa chọn bỏ cuộc mọi người xung quanh khuyên ngăn tiểu sư muội từ bỏ đi so tài với thánh tử có thua cũng không hổ thẹn đừng gượng ép nữa muội đang ở trình độ nào rồi chứ tiểu sư muội lúc này như muốn nói thánh tử ta nhất định sẽ có được sự công nhận của người tiếp tục nào bí kíp u la điện thuấn ngục ảnh sát ngươi chỉ có hai chiêu này thôi à thế mà cũng muốn nhận được sự công nhận của ta đừng có nằm mơ nữa thánh tử cười nhạo xem đây muội và ta vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau nhưng cô ấy thì lại đang thất vọng không ngờ khoảng cách giữa ta và thánh tử lại cách biệt lớn như vậy thánh tử ra tay nặng như thế có thể thấy trong mắt người ta cũng không khác gì những người khác lúc bấy giờ tôn trưởng lão chạy tới hân nhiên con không sao chứ thánh tử người xem hân nhiên bị thương nặng thế này người đã nguôi giận chưa người cùng phải có lòng khoan dung chứ thánh tử vẫn lạnh lùng bây giờ muội đã phục chưa ta sau này ta sẽ không dám so sánh ngang hàng với thánh tử nữa tiên lộ gian nan nhu chỉ lệ tiền hành nếu như không muốn mọi người thất vọng, phải nỗ lực vượt qua những người còn lại. thiên Phú chắc chắn sẽ quyết định giới hạn trên, nhưng khả năng nỗ lực sẽ quyết định giới hạn dưới của muội. Còn nữa, phải khiêm tốn và giữ bình tĩnh. Lời dạy của Thánh Tử, Hân Nhiên nhất định sẽ ghi nhớ. Kinh mạch bị bế tắc, linh lực vận động nhiều chỗ bị đình trị. Đây là nguyên nhân mà bao lâu nay muội vẫn chưa xây dựng được nền tảng. Vừa nãy ta điểm huyệt vị muội còn nhớ không? Theo thứ tự ta đã điểm trước đó, muội hãy luyện lại từ đầu một lần công pháp. Được, muội hiểu rồi. Để muội luyện. Qua, wow, kinh mạch của ta đã được đả thông rồi. Tiếp tục luyện không được dừng lại há miệng ra thánh tử đang giúp đỡ cho sư muội luyện tập tẩy tủy đan hân nhiên hãy nắm bắt cơ hội này thánh tử đang giúp ngươi xây dựng nền tảng đấy tôn trưởng lão vui mừng nói vào lúc này tiểu sư muội đã luyện tập thành công thánh tử sư tôn nền tảng của ta thành công rồi hân nhiên còn không mau đa tạ thánh tử nếu không phải thánh tử đã khai thông kinh mạch bị tắc nghẽn của ngươi còn bón cho ngươi viên tẩy tủy đan thì làm sao ngươi có thể thuận lợi xây dựng nền tảng như vậy chứ mọi người xung quanh đều kinh ngạc cái quái gì vậy nền tảng của tiểu sư muội thành công rồi sao lẽ nào chính là thánh tử đã chỉ điểm cho tiểu sư muội phá vỡ nút thắt đa tạ thánh tử thánh tử là tốt nhất bề ngoài là dạy ta nhưng thực tế là đang giúp ta đột phá muội không cần cảm ơn ta là do thiên phú của muội quá kém làm người khác nhìn không nổi nữa còn nữa tẩy tùy đan không phải là cho không đâu nhớ trả lại gấp đôi cho ta vừa nói thánh tử vừa rời đi tiểu sư muội vẫn đang say sưa thánh tử tất cả của ta đều là của người hết hoan nghênh người tùy ý hái lấy xem ra thánh tử không giống như trong lời đồn ngoài lạnh trong nóng thật là quyến rủ những lời khen ngợi này đã được trưởng môn nghe thấy cô tức giận và muốn trục xuất hết đám nghịch đồ này ra khỏi giáo phái chuyển cảnh lý nhiên lúc này đang nhìn vào bảng hệ thống hệ thống đang tải không phải chứ hệ thống mà cũng bị tắc nghẽn thế này sao có lại rồi màn hình hệ thống hiện thị nhiệm vụ đã hoàn thành mức độ hoàn thành nhiệm vụ là hoàn mỹ phần thưởng nhận được là dương kho báu cao cấp 12. sao lại chỉ có hai dương kho báu cao cấp lần trước còn là ba cái dương mà thế mới thấy lần trước tỏ tình với sư tôn thì độ khó cao cỡ nào rồi mở dương kho báu xem có gì nào chúc mừng ký chủ nhận được thể chất xá nữ linh tủy và dương sau sẽ là một quyển công pháp tuyển kỳ quang minh kinh wow xá nữ linh tủy thể đây là thể chất cao cấp nhất dành riêng cho nữ tu sĩ nghe nói nữ tu sĩ có được thể chất này không những nâng cao tu vi nhanh chóng mà còn không ngừng sinh ra tinh hoa trong cơ thể mặc dù năng lượng tinh túy này đối với nữ nhân là vô dụng nhưng lại làm tăng tu vi của đạo hữu lên rất nhiều đây là một thể chất tuyệt vời để tu luyện kéo còn quyển tuyển kỳ quang minh kinh nghe có vẻ là phật giáo chính thông thật ra nó cũng là nhất đẳng nhất của công pháp tu luyện kép tu luyện đến tầng sâu nhất thân phóng quang minh đối với đạo hữu mà nói có vô số tác dụng thần kỳ thậm chí có thể nâng cao năng lực hai cái này mà kết hợp lại có thể được gọi là một sự tồn tại vô địch trong thế giới song tu vậy thì vấn đề tới rồi đây thánh tử thầm nghĩ bộ song tu này ta sẽ dùng với ai đây tâm pháp của u điện đề cao thanh tâm quả dục đạo pháp tự nhiên song tu đây lại là oai môn tà đạo hơn nữa hôm qua ta còn vừa mới bày tỏ với sư tôn nếu như để sư tôn phát hiện ra ta và muội tử khác lén lút song tu chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp còn nếu như cùng với sư tôn song tu thì sao bỗng nhiên trưởng mô xuất hiện nhiên nhi ngươi đang nghĩ gì vậy người có tu vi càng cao thì thân thể sẽ càng đáng sợ sư phụ là cường giả cấp đế đao kiếm cũng khó có thể đả thương thân thể chỉ là không biết ở đó có biến thành cương hóa mô hay không cương cương hóa mô cái gì nhiên nhi ủa sư sư tôn người đến lúc nào vậy ngươi vẫn chưa trả lời ta cương hóa mô là gì cương cương hóa mô là là một loại yêu quái bởi vì thân thể cứng như cương nên bị gọi là cương hóa mà. đây là lần đầu tiên ta nghe nói đến có lẽ là loại tiểu yêu không nổi bật lắm không sai rất không nổi bật sư tôn không cần để ý ngươi có mối quan hệ tốt với một nữ đệ tử của tôn trưởng lão phải không ta nhớ cô ấy tên là lộc hân nhiên đúng không ta và tiểu sư muội cũng không thân lắm cũng vừa mới nhớ ra tên muội ấy vậy sao thế tại sao ngươi còn giúp cho cô ấy đột phát bổn tọa nhớ ngươi từ trước tới giờ không nhập bọn với những đệ tử yếu kém khác từ khi nào mà ngươi lại trở nên nhiệt tình giúp đỡ người khác như vậy ta thay đổi từ khi nào sư tôn lẽ nào không biết sao kể từ sau khi bày tỏ với sư tôn ta đã có một thân phận mới phải có trách nhiệm hơn với u la điện mới phải quan trọng nhất là bởi vì sư tôn ta muốn làm một người ấm áp a à, a à, nhiên nhi làm sao vậy như thế này quá là quyến rủ rồi nhiên nhi ngươi muốn làm gì sư tôn người làm sao mà để ý đến tiểu sư muội như vậy có phải là người đang ghen không nhiên nhi vì sư thấy tu vi của ngươi càng ngày càng chậm trễ đột phát rồi đấy ta nghĩ là do bị sa vào nút thắt rồi để ta giúp người đột phát nan ý gì chứ sư tôn đừng đùa nữa ta làm sao có thể là đối thủ của người được chứ yên tâm bổn tọa cũng không ức hiếp ngươi bổn tọa không cần dùng tu vi chỉ dùng một ngón tay này chỉ cần người chạm được đến ta thì coi như người thắng đợi đã cách nói này giống hệt như ta đã nói với lộc tiểu muội sư tôn không lễ độ gì cả sư tôn người bình tĩnh đã ta và tiểu muội đều trong sáng mà bổn tọa muốn chỉ cho ngươi đột phát ngươi và tiểu sư muội có quan hệ gì ta tin cái đầu cô ấy đây rõ ràng là đà kích phục thù mà quả nhiên là nữ ma đầu bình thường đáng yêu ngốc nghếch cơn ghen lên là liền muốn yêu muốn giết lý thiên thẩm trách mắng đệ tử nhận thua rồi đệ tử phục rồi không được nếu ngươi muốn nhận thua ngươi muốn nhận thua bổn tọa bổn tọa sẽ không thèm quan tâm ngươi nữa giọng điệu có chút giận hờn vãi trưởng ta trốn không được nữa rồi chỉ có thể cứng đầu đối diện sư tôn tí nữa người ra tay nhẹ một chút tuyệt đối đừng giết chết nếu không ngươi sẽ thành quá phụ đó bổn tọa tự biết phải làm gì vậy chúng ta bắt đầu đi sư tôn nếu như đệ tử may mắn thắng ý ta nói là nếu như may mắn thì có được thưởng gì không nếu như ngươi thắng bổn tọa sẽ đồng ý ngươi một việc chỉ cần việc đó không quá đáng là được bắt đầu đi nếu không lại có người đến làm phiền chúng ta lý thiên đang nghĩ chiêu trò đây chính là tràng vực của đế cấp cường giả sao ta không có cảm giác gì với thế giới bên ngoài cả đáng sợ quá làm thế nào lấy hiểu biết để giành phần thắng đây sư tôn hay gian lận lắm vu tốc độ chậm quá đấy ờ dùng u ảnh làm ngụy trang, cách này không tồi, đáng tiếc tốc độ vẫn còn chậm. Bóp. Làm lại lần thứ n, quá chậm, với tốc độ này thì 100 năm nữa vẫn không chạm được vào góc áo của ta. Sư Tôn, ta vẫn có thể trở lại mà. Thôi bỏ đi, hôm nay đến đây thôi. Như thế làm sao được, mặt mũi ta sẽ để đâu chứ? Tiếp tục thử, Nhiên Nhi, ngươi còn có thể trụ được sao? Sư Tôn, ngươi quá coi thường ta rồi, tiếp theo đây, ta sẽ rất nghiêm túc. Ta lại rất mong đợi đấy. Sư Tôn Ta có một chiêu có thể so sánh cao thấp với thiên công. Xem đây, ơ, ờ, bạch hồng quá nhật, thú vị đấy. Thương pháp không tồi, ngươi học từ ai đấy? Đây là thương pháp nhà họ Lý, bí kíp U La Điện, linh áp bí ẩn. Muốn dùng chiêu này để trì hoãn thời gian phản ứng của ta sao? Nhiên Nhi thật là thủ đoạn. Cho dù là ta cũng có chút khó khăn đấy, nhưng mà, a à, a à, há. À. Nhiên Nhi, sao lại thế này? Lẽ nào ta lại không khống chế tốt lực đạo sao? Kỳ lạ, kinh mạch ổn định, không có triệu chứng bị thương. Chuyện này là thế nào? ơ ừ, ngươi sư tôn ta chạm được vào người rồi ta thắng rồi sư tôn sao người không nói gì thế ta nháo chỗ này rất to rất mềm xúc cảm rất tuyệt đợi đã ôi má ơi thôi xong lần này chết chắc rồi sư phụ người nghe ta giải thích trưởng môn nét mặc khó hiểu ngươi nói đi ôi toi rồi giải thích kiểu gì đây không biện minh nổi khẳng định không thể nói là chất lượng càng cao sức hút càng lớn ngực của sư tôn lớn quá làm ta khống chế không nổi cái tay của mình nếu nói như thế thì bị chặt làm hai luôn à sư tôn con xin lỗi mỗi lời con nói ra đều là thật lòng nếu có lời nào giả dối nhiên Nhi, ngươi không cần thể độc à hi hi ta định thể là nếu ta nói dối thì tiểu sư muội sẽ biến thành chó he he nhiên Nhi, mặc dù ngươi dùng thủ đoạn nhưng nói như nào thì ngươi cũng thắng rồi bổn tọa chịu thua ngươi muốn cái gì bổn tọa đều thỏa mãn sư tôn thật là tuyệt vời chuyển cảnh khoảng cách giữa kim đan và thế cực như trời với đất không có chút gì có thể so sánh được vì để không làm cho sư tôn hoài nghi đoạt thiên công của ta với dị tượng long tượng trạch thiên đều không thể dùng bốn chiêu chỉ có thể dùng một vì để chiến thắng ta đã nghịch chuyển công pháp ép ra một ngụm máu tươi lợi dụng sự quan tâm của sư tôn đối với ta thắng không vẻ vang ta có phải là quá đáng rồi không sư tôn chắc chắn sẽ tức giận lần sau gặp lại ta nhất định sẽ giải thích rõ ràng trưởng môn bên đây cũng đang suy ngẫm nhiên nhi xấu quá tự nhiên đánh úp ngực người ta và nhiên nhi sẽ đưa ra điều kiện như thế nào ngộ nhỡ điều kiện quá đáng thì ta phải làm sao hôm qua vừa xác định quan hệ mà hôm nay lại có phải phát triển quá nhanh không xem ra yêu là một chuyện vô cùng phức tạp nhưng ta lại có cảm giác rất lạ so với trước kia chuyển cảnh trên đường đi về mãi nghĩ lung tung bất ngờ a thấm gọi thánh tử đại nhân người ra ngoài một chuyến tại sao lại biến thành bộ dạng này rồi không sao chỉ là bị người khác đánh một trận cái gì a thấm kinh ngạc còn có người đám động tay với người người là thánh tử của u la điện tương lai là trưởng môn kẻ nào mà ăn gan hù mật gấu thế kia là trưởng môn hiện tại hả thật vậy sao thánh tử đại nhân trưởng môn trước nay luôn yêu thương người tại sao lại đánh người thành như vậy đoán lòng của con gái như mò kim đáy biển nói ngươi cũng khinh hiểu đâu đi đun nước đi ta muốn tắm vâng thưa thánh tử a à thấm đi ngay đây thánh tử trưởng môn tại sao lại ra tay nặng như vậy người rất đau phải không không sao sư tôn chỉ là mài rửa ta thôi ôi dễ chịu quá đi không ngờ xuyên không tới đây không có đi làm từ sáng đến tối không có tăng ca cả tuần không có tranh đấu cũng không bị xếp chèn ép không phải mua nhà mua xe còn có em gái hầu hạ cuộc sống của ta cũng tính là tới đỉnh cao rồi nhỉ a thấm bên trái mạnh lên ta chịu được má ơi đến cả nước cũng không ngừng hấp thu linh khí đoạt thiên công quá thần kỳ mới trải qua một ngày tu vi của ta cao lên rõ hơn một chút lại vô cùng đầy đủ hiệu quả tốt hơn so với bản thân tu luyện đoạt thiên công này đúng là một bác không cần đóng cửa tu luyện nằm không cũng trở nên mạnh thoải mái a thấm cũng đang mải mê nhìn thánh tử không biết tại vì sao ta cảm thấy thánh tử thay đổi rồi nụ cười trở nên thân thiết, ánh mắt dịu dàng, thỉnh thoảng còn có chút ái náy. Đúng rồi, sang sớm thánh tử nhéo mặt ta, đây là động tác thân mật trước kia không xảy ra. Quan trọng nhất là hơn nửa tháng nay, thánh tử không đánh ta nữa, có chút không quen. Có thể là, gần đây tâm trạng của người tốt. Lãnh trưởng môn thật là quá đáng, chỉ điểm tu hành nhất định cần phải động tay sao. Xoẹt, thánh tử, là A thấm nhiều chuyện, A thấm đáng chết. Đứng dậy, mau đứng dậy, không cần động chút là quỳ, ngươi cũng có tôn nghiêm mà. Thánh tử, làm sao ngươi thấy bổn tọa nói không đúng thánh tử nói có lý chỉ là người có thể mặc quần áo vào được không ô không sao ta lại xấu hổ quá đi thân hình của thánh tử thật là nhìn mãi không chán kế hoạch ban đầu của ta là qua một thời gian nữa để a thấm rời đi như vậy hình tượng sẽ không sập nhưng nha đầu a thấm này bị ta dọa cho ngốc luôn rồi không được không thể tiếp tục như này a thấm ngươi theo ta qua đây a thấm tám tuổi ngươi đã đến u la điện ngươi trước nay đi theo ta giờ đã tròn 10 năm từ khi thẩm ra ngươi bị lý ra cắn xé ngươi đến cả họ tên cũng không có ta đối xử với ngươi không đánh thì mắng thẩm thấm ngươi có phải rất căm thù ta thánh tử thánh tử a thấm không dám không được quỷ ngươi chăm sóc ta 10 năm nay vất vả rồi những ngân phiếu này ngươi giữ lấy đủ cho ngươi cả đời không lo ăn mặc ta sẽ sắp xếp cho ngươi một thân phận mới ngươi không cần lo lắng người nhà bị ngươi liên lụy ngươi tự do rồi xuống núi đi đi theo đuổi cuộc sống của bản thân thánh tử người người không cần a thấm nữa sao thánh tử a thấm làm sai điều gì người đừng vứt bỏ a thấm vừa nói cô ta vừa níu kéo vừa cầu cấu ố hồ tình huống gì vậy thánh tử a thấm không muốn rời khỏi đây cầu xin người gì vậy a thấm muốn bồi bổ ta sao thánh tử nếu người không vui thì đánh a thấm chút giận đi chỉ cần người không đuổi a thấm đi a thấm làm gì cũng được hả như này là sao lẽ nào a thấm thật sự có ý nghĩ đó với ta không phải nha đầu này chắc chắn là bị hội chứng sốc hôm rồi thế thì giữ lại trước ngươi đứng dậy đã muốn ở thì ở thật chứ đa tạ thánh tử đại nhân thánh tử đại nhân tốt nhất a thấm ngươi buông ta ra ngươi ôm ta không thở được rồi ngoại trừ ở bên cạnh ta ngươi còn có nguyện vọng gì khác không cái cái này nếu có thể a thấm muốn tu tiên hử vậy ngươi muốn trở nên mạnh mẽ hay ngươi muốn trường sinh tu tiên bình thường cũng chỉ có hai thứ này a thấm chỉ muốn là một người có tác dụng như vậy thì có thể ở mãi bên thánh tử đáng tiếc đây đều chỉ là nguyện vọng lúc 5 tuổi tới kiểm tra thiên phú tư chất vô cùng bình thường căn bản không thể nào tu luyện. nếu ta có thể khiến ngươi có thiên phú thì sao? hả, à, thánh tử, người nói thật sao? nếu ta nhớ không nhầm thì phần thưởng của hệ thống có thể tặng cho bất kỳ người nào, cũng có thể thu hồi bất cứ lúc nào, không có gì để lo lắng cả. đây cho ngươi cái này. thánh tử, đây là thứ gì? á, à, ý ta nên giải thích với a thấm như thế nào? đây là thiên phú phù hợp song tu. cảm giác rất đẹp, có được thứ này, a thấm liền có được tu tiên sao? a thấm, ta phải nói trước với ngươi, thiên phú này phù hợp với song tu xong xong tù a thấm ngươi nghe ta biện minh không đúng là giải thích mới phải thiên phú này mặc dù thích hợp với song tu nhưng không cần thiết phải song tu chỉ ở mặt thiên phú và tu vi thứ này cũng là đứng đầu thế giới nếu ngươi không muốn a thấm liền nói thánh tử cuối cùng cũng thông suốt rồi thấy có hoa liền bẻ thẳng không đợi hoa nở mới bẻ cành a thấm luyện công pháp này có phải có thể song tu với thánh tử ta đồng ý dừng dừng ngươi nói lời lưu manh gì thế hả ta không có ý gì khác chỉ là muốn bù đắp ngươi thôi đừng có suy nghĩ lung tung ta đã nghĩ kỹ rồi ta cho ngươi thiên phú này lúc nào ta cũng có thể thu lại nếu ta thu lại ngươi sẽ chết đương nhiên nếu như bây giờ ngươi muốn đi ta sẽ an bài thỏa đáng vì thánh tử ta chọn tu luyện a à, đau quá căn đốt của ngươi quá kém thật sự không phù hợp tu luyện thay đổi thể chất là cách duy nhất từ nay về sau ngươi chính là xá nữ linh tùy thể ta cho ngươi một bộ công pháp tên là tuyền kỳ quang minh kinh bộ công pháp này phù hợp với xá nữ linh tùy thể về sau ngươi tu luyện theo công pháp này nhất định tiến bộ rất nhanh thánh tử người đối với a thấm thật tốt a thấm ngươi làm cái gì vậy a thấm lúc này đang định cười y phục thánh tử song tu không phải là cười y phục sao nha đầu này đúng là muốn làm phản hả xin lỗi thánh tử là a thấm mơ mộng hảo huyền thánh tử làm sao có thể nhìn chúng ta chứ mặc dù là công pháp song tu nhưng cũng cần phải xem khoảng cách cảnh giới của cả hai bên ngươi còn chưa luyện khí nếu song tu với ta sợ là cốt tủy sẽ bị hút cạn ngươi không cần mạng nữa à hóa ra thánh tử không phải chê ta mà là quan tâm ta vốn chỉ là tiểu mỹ nữ sau khi cải tạo xá nữ linh tùy thể bây giờ lại là một nhân vật trong nhân gian nhịp tim của ta sao lại tăng lên rồi a thấm đang hồi hộp nhớ cho kỹ việc này không được nói với ai ngươi chỉ cần an tâm tu luyện là được đã rõ ạ à, a thấm nhất định sẽ nỗ lực tu luyện cố gắng sớm ngày có thể xong tu cùng thánh tử được rồi ngươi đi tu luyện trước đi ta phải giữ khoảng cách với a thấm nếu không để sư tôn biết được là ta chết chắc vâng vậy ta đi tu luyện thánh tử có việc gì thì hãy gọi ta thế là a thấm hàng ngay chuyên tâm tu luyện vào buổi sáng thánh tử đại nhân đến giờ ăn bữa sáng rồi hôm nay a thấm làm bánh hoa sen người thích nhất còn có ngọc liên tử và viên tuyến nhung a thấm vừa nói vừa đưa tay sờ soạn vào người thánh tử lúc này bị thánh tử chụp lấy cánh tay và bảo vất vả cho ngươi rồi nhanh như vậy ngươi đã bước vào luyện khí rồi vâng thánh tử theo cách nói của tuyền kỳ quang minh kinh a thấm bây giờ ở sơ kỳ luyện khí không phải ngươi cả buổi tối chỉ lo tu luyện thôi chứ vâng nhưng a thấm không cảm thấy mệt cả người tràn đầy sức sống không hổ là thánh thể ngàn năm có một ngoại trừ song tu tốc độ tu luyện cũng nhanh như vậy ngươi điên rồi à hút linh lực thực sự sẽ bổ sung thể lực nhưng không tránh khỏi mệt mỏi về mặt tinh thần nếu lúc tu luyện không thể tập trung tinh thần rất dễ bị tẩu hỏa nhập ma ngươi bây giờ nằm xuống nghỉ ngơi cho ta ngủ ở đây luôn không ngủ đủ hai tiếng không được dậy nhưng a thấm muốn tu luyện đây là mệnh lệnh sau đây ngươi không nghe lời ta thánh tử bớt giận a thấm không dám thánh tử a thấm muốn trở nên mạnh mau ngủ đi không ngờ a thấm nổ lực như vậy cộng thêm thể chất và công pháp tiền đồ thật sự rộng mở đúng rồi không biết trưởng môn hiện tại đã bớt giận chưa hai dơ đầu ra chịu một đao thụt đầu lại cũng chịu một đao hai vẫn là chủ động nhận sai với trưởng môn thôi tranh thủ nhận được hình phạt nhẹ la sát phong tại đại điện thánh điện ula tư trưởng môn tin tức từ trung thổ ngày hôm qua không biết người đã xem qua chưa tôn trưởng lão đại trưởng lão ula điện ta trưởng môn thầm thì thôi chết rồi hôm qua bởi vì nhiên nhi lòng ta như hỗn loạn làm gì có tâm tư xem tình báo chứ không được ta phải nghĩ một lý do ừ gần đây bổn tọa tu hành có thêm cảm ngộ tạm thời không muốn phân tâm xem những thứ này tu hành đương nhiên quan trọng hàng đầu như người đứng đầu một tông môn việc của tông môn cũng không thể bỏ mặc gần đây tình hình chính đạo phức tạp vài đại ma môn cũng không chịu rảnh rỗi bây giờ một ma đạo công thủ đồng minh do hợp hoan tông và sát sinh ngục khản đầu thành lập muốn mời u la điện chúng ta gia nhập công thủ đồng minh sao từ khi nào ma đạo học được trò này còn không phải gần đây bọn chúng hành sự quá ngông cuồng chạm đến giới hạn của triều đình và tông môn chính đạo bây giờ bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió liền muốn kéo người khác xuống nước bọn họ thật sự nghĩ ta là kẻ ngốc à bọn chúng muốn làm gì bổn tọa cũng không có hứng thú nhưng đừng toan tính gì với ulata không thì ta mặc kệ là ma đạo hay chính đạo nào ta cũng chém sạch bổn tọa không xếp ngang hàng với bọn rác rưởi ấy trưởng môn ta cảm thấy tu vi của người đã tăng lên không ít so với trước đây ta cảm thấy áp lực từ người rất mạnh mẽ tôn trưởng lão thầm nghĩ trưởng môn thần uy u la điện cần có sự dẫn dắt của trưởng môn đứng đầu hai giới ma đạo và chính đạo hoàn thành bá nghiệp vô thượng tôn trưởng lão quá lời rồi bổn tọa thân là người đứng đầu u la điện những thứ này đều là việc nên làm hử bá nghiệp một đám người đánh qua đánh lại thà tu luyện còn hơn đúng rồi còn có tình yêu nữa chứ lãnh trưởng môn khiêm tốn rồi trong các đời trưởng môn tu vi của người là mạnh nhất đối đãi với các môn hạ đệ tử cũng chú đáo nhất thân già này kính phục vô cùng người đối với các đệ tử chú đáo thế nào trong lòng ta rõ nhất đặc biệt là lệnh cấm nam nữ tư tình càng là quyết sách anh minh giúp các đệ tử rời xa hồng trần chuyên tâm tu luyện u la điện mới càng ngày càng lớn mạnh bản thân người lấy mình ra làm gương bao năm qua không động lòng phàm đúng là tấm gương sáng ôi mẹ ơi nếu để tôn trưởng lão biết được ta là người đầu tiên ở u la điện yêu đương ông ấy có tức giận không tôn trưởng lão quá khen rồi đây là điều bổn tọa nên làm ta bái phục sát đất trưởng môn người u la điện có trưởng môn đúng là bổn tọa đột nhiên có chút cảm ngộ cần bế quan tu luyện ngay lập tức nếu không có chuyện gì thì tôn trưởng lão đi làm việc của mình trước đi chúc mừng trưởng môn vậy lão phu không làm phiền người nữa hai cho dù đuổi được tôn trưởng lão đi khởi bẩm trưởng môn thánh tử đại nhân cầu kiến trưởng môn vừa mới cảm ngộ cần bế quan tu luyện ngay lập tức ngươi để thánh tử khi khác đến trưởng môn vậy để thánh tử trở về sau không được tôn trưởng lão thắc mắc hỏi trưởng môn người không phải nói là bế quan sao trưởng môn phân bua với vẻ mặt ngại ngùng đại đạo mờ mịt khó mà nắm bắt bổn tọa mới phát hiện đó là ảo ảnh không phải là cảm ngộ gì mau để thánh tử vào vâng ơ kìa ơ kìa trưởng môn tôn trưởng lão vẫn không hiểu chuyện gì đệ tử diễn kiến sư tôn tôn trưởng lão cũng ở đây vâng diễn kiến thánh tử nhiên nhi ngươi đến tìm ta cụ cụ đến tìm bổn tọa có việc gì đệ tử gần đây tu hành có điều thắc mắc muốn tới xin sư tôn giải đáp thì ra là thế hiếm khi ngươi chăm chỉ như vậy thế thì đi cùng bổn tọa tới phòng tập võ vừa hay kiểm tra tiến độ tu hành của ngươi tôn trưởng lão có sự nghi ngờ sao cảm thấy có gì không đúng lắm Tại phòng tập võ, trưởng môn liền nói: "Bây giờ không có người ngoài, nói đi, ngươi tìm bổn tọa có việc gì?" Đệ tử tới để xin lỗi sư tôn, va chạm hôm qua, đệ tử vì chiến thắng lợi dụng sự quan tâm của sư tôn, hiện giờ cảm thấy vô cùng áy náy, và lại vô tình chạm vào người của sư tôn. "Được rồi, chuyện hôm qua, ôi sao tim ta đập nhanh thế. Chuyện đã qua rồi, sau này đừng nhắc lại nữa, huống hồ bổn tọa cũng không trách ngươi." "Đúng rồi, điều kiện ngươi đề ra đã nghĩ kỹ chưa?" "Vậy đệ tử yên tâm rồi, đệ tử đã nghĩ xong rồi." "Ừm." Nói xem, đệ tử muốn làm một số việc mà người yêu nhau hay làm. Người yêu đương là ngủ cùng nhau rồi, cảm tình của Nhiên Nhi mãnh liệt như vậy, lại muốn với ta, người trẻ bây giờ đều trực tiếp vậy sao? Từ sau khi tỏ tình với người, đệ tử hình như chưa từng làm tốt chức trách của người bạn trai, nên muốn mượn cơ hội lần này giao lưu với nhau nhiều hơn. Chức trách của người bạn trai, giao lưu thêm nhiều, lời như này trực tiếp quá rồi. Nhưng như vậy nhanh quá, chúng ta mới ở cùng nhau vài ngày. Đệ tử đã ở cùng với sư tôn 10 năm rồi. Ta không có ý đó đúng rồi khoảng cách tu vi của chúng ta quá lớn sư tôn không cần căng thẳng đệ tử cũng là lần đầu tiên ngoài ra việc chúng ta làm không liên quan đến tu vi việc như này làm sao không căng thẳng nhiên nhi thật đáng ghét mà làm sao đây mình có cần đồng ý không không phải mình đang nghĩ gì vậy trưởng môn mãi lo suy ngẫm sư tôn người làm sao vậy không có gì hôm qua bổn tọa đã nói rồi không thể đề nghị quá đáng ngươi như vậy quá đường đột rồi bổn tọa đã suy nghĩ kỹ rồi vâng đệ tử hiểu rồi ngươi cũng không cần quan tâm thời gian thời gian còn dài bổn tọa là bạn gái ngươi điều này không thay đổi a à, à, lần đầu tiên nói kiểu này thật ngại quá điều này đệ tử hiểu rõ chỉ là vé bỏ quá lâu thì không dùng được nữa vé gì lẫm phong thành có đoàn hát khúc mới đến đệ tử nhờ người khác mua hai vé vốn muốn hẹn sư tôn cùng đi hóa ra lúc nãy ngươi nói là hẹn ta cùng đi nghe khúc đúng ạ à, đệ tử lần đầu hẹn người khác vốn có chút căng thẳng hiểu lầm nửa ngày xấu hổ quá đi trưởng môn e ngại nếu sư tôn không đi được thì vé này tặng ngụy trưởng lão vậy ông ấy có vẻ thích nghe khúc không được ừm ngụy trưởng lão đi tây thành rồi không có thời gian đi nghe khúc nhưng lúc đồ đệ đến vẫn thấy ông ấy mà chắc ngươi nhìn nhầm rồi nếu đã mua vé vứt đi cũng lãng phí ta miễn cưỡng đi cùng ngươi một chuyến trưởng môn vui như chúng số ta sắp đi hẹn hò rồi đây là lần đầu tiên chúng ta hẹn hò chẳng trách hắn hôm qua muốn thắng ta hóa ra là vì muốn mời ta đi nghe khúc có lòng quá đi việc phải làm khi yêu là phải hẹn hò nghe khúc xem ra sẽ hoàn thành trong hôm nay chuyển cảnh sư tôn người xinh đẹp như vậy tại sao mấy người này không có chút phản ứng nào nhiên nhi thật được mọi người chào đón bổn tọa dùng thuật che mắt bọn họ không nhìn thấy ta ta bây giờ là nhân vật gây chú ý nếu xuất hiện ở đây chỉ sợ sẽ rước thêm phiền phức chúng ta khiêm tốn chút là được mượn nó không có tố chất à vứt đồ bừa bãi những nữ nhân ném quả vào người lý nhiên vãi trưởng những nữ nhân này làm gì vậy sư tôn ngươi biết sao không đây là cách bọn họ biểu đạt tình yêu với ngươi đó nà ní ta thường nghe nói ở đây có phong tục trên đường nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ có thể ném quả biểu hiện sự ái mộ không ngờ nhiên nhi được hoan nghênh đến thế ôi là trời trực tiếp ném như vậy luôn sao sư tôn người yên tâm trong mắt trong lòng trong mơ ta chỉ có người không chứa thêm ai khác hừ lại là mấy lời làm tim ta loạn nhịp ta không để ý đến ngươi nữa sư tôn thật dễ thương tại thính nguyệt lâu vị công tử này người đến nghe khúc hay xem kịch ta có đặt trước rồi hóa ra là khách quý của thiên tự gian mời đi bên này đúng rồi ngài đặt vé hai người sao chỉ có một người đến người còn lại đến muộn hơn hai người ngồi vào bàn sư tôn mời uống trà được chúng ta hôm nay nghe là khúc gì hôm nay có năm khúc bài đầu tiên tên là xuân đình thu nguyệt cái tên này nghe thôi đã khiến người khác mong đợi hai người cùng im lặng thưởng thức khúc nhạc trưởng môn đang suy tư Đan tì bà đúng là tuyệt vời kiểu như cảm giác cô độc yêu mà không được biểu hiện quá mãnh liệt cô độc đã qua nhiều năm như vậy ta đều một mình rõ ràng những ngày tháng đó thật sự tồn tại nhưng đối với ta không có bất kỳ nhớ nhung nào cũng không có bất cứ thứ gì gợi lại hồi ức một thân một mình cảm giác một mình khá tốt sau khi yêu hóa ra ta mới biết đây là tình yêu sư tôn người nghĩ gì vậy à không không có sư tôn người ăn miếng hoa quả đi vị nhạc sư này đàn không tệ khiến người ta cảm nhận được tâm tình ừm những lời bàn tán xung quanh nghe nói đây là hí lâu tốt nhất lẫm phong thành ta thấy trình độ bình thường mà nếu đàn thì đàn vui một chút đi đàn dạ ca đi loại khúc u sầu những diễm khúc vui vẻ nghe mới có cảm giác chứ đàn loại u u ám ám giống như oán phụ không ai cần thánh tử nghe họ nói thế liền thấy không vui thật là phá bầu không khí mà nhiên nhi chúng ta không cần để ý hắn ở đâu cũng có người như vậy mà bọn họ lại nói tiếp nói đến oán phụ bà già ở huyền linh sơn lãnh vô yên là nổi tiếng nhất nghe nói bà ta vài trăm năm nay không ai cần cũng không để các đệ tử môn hạ yêu đương đây không phải tâm lý biến thái thì là gì suỵt vương công tử không được nói bừa vì đó là đế cấp trí tôn không thể tùy tiện tranh luận đây là chuyện mất đầu như chơi nhìn xem lá gan nhỏ của ngươi kìa người trên thiên hạ này bàn luận bà ta còn ít sao bà ta có thể giết tới đây thì ta đoán bà ta chắc vừa già vừa xấu nên mới độc vài trăm năm nhỉ ha 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 nghe tới đây thì lý nhiên không còn giữ được bình tĩnh nữa trưởng môn lại lo lắng nhiên nhi ngươi muốn làm gì giết người đối phó với lũ kiến này bổn tọa chỉ cần một ý nghĩ không cần ngươi phải tự mình ra tay ta đang làm đúng chức trách của một người bạn trai đó thôi có câu này của ngươi là đủ rồi, ta rất vui. Không đủ, hắn phải chết. Thật ra, hắn nói không sai, người trong thiên hạ bàn luận về bổn tọa rất nhiều, lẽ nào ngươi còn muốn giết hết bọn họ? Vậy thì ta gặp được kẻ nào thì giết kẻ đó. Gặp hai người, giết hai người, giết đến khi thiên hạ đầu lâu lăn lông lóc. Đến lúc đó, ta xem ai còn dám nói bậy. Ta lại bị Nhiên Nhi làm cho xấu hổ rồi. Dưới đế thấp, tất cả đều là kiến cỏ, ngươi thấy bổn tọa để ý tới mấy con kiến đó sao? Nếu nói như vậy, ta cũng là kiến à? Là ta lỡ lời rồi, bạn trai đại nhân. Vậy cũng đủ rồi, nhưng thật sự ta rất muốn giết hắn. Được rồi, hôm nay là ngày đầu chúng ta hẹn hò, đừng để kẻ xấu làm mất hứng." Lý Nhiên hơi chạnh lòng. Vài trăm năm nay Sư Tôn đã trải qua những gì, mới không động tay với trước những lời phi lễ kiểu này. Cô ấy là ma đầu, là cường giả đế cấp, nhưng đồng thời cũng là một người bạn gái. Cái gì vừa già vừa xấu chứ, trên thế giới này không có người nào xinh đẹp như Sư Tôn. Vài trăm năm nay Sư Tôn một thân một mình là bởi vì phàm phu tục tử không xứng ở bên người bổn tọa làm gì tốt như người nói đương nhiên là có sư tôn là người con gái dễ thương nhất đẹp nhất dịu dàng nhất mà ta gặp làm gì có có gì hình dung được vẻ đẹp của người được rồi bổn tọa đều hiểu ngươi nhỏ tiếng chút sư tôn chúng ta ra ngoài đi dạo đi bầu không khí đang tốt đẹp bị tên chó chết bàn bên cạnh phá hỏng rồi chuyển cảnh bên ngoài sư tôn người ở đây đợi ta một chút được thì ra là lý nhiên đi mua kẹo đường cho người nè lúc nhỏ mỗi lần ta đi chơi đều mua một cây kẹo đường hình người mà ăn hình dáng giống như đại hiệp giống như là ăn nó bản thân ta có thể biến thành đại hiệp ăn xong cái này có phải bổn tọa cũng biến thành tiên nhân không miệng ngươi đúng là ngọt sư tôn vốn chính là tiên nữ đúng rồi sư tôn kẹo đường ngon không ta đã rất lâu không ăn chiếc này là chiếc cuối cùng trong sạp hàng đó nè ngươi tự thử là biết chứ gì chỉ có sư tôn là tốt nhất kẹo đường lần này ngọt hơn trước kia ngoại trừ ngọt còn có mùi vị của sư tôn nữa chiếc miệng ham ăn của ngươi đồ xấu xa buổi tối đến lần đầu tiên hẹn hò kết thúc như vậy nhiên nhi tối nay ngươi vui chứ đương nhiên là vui chỉ cần được ở cùng với sư tôn làm cái gì cũng vui miệng như bôi mật không nói với ngươi nữa bổn tọa đi nghỉ ngơi đây sư tôn ngủ ngon vừa về đến phòng trước khi ngủ ta còn có một chuyện phải làm phải mở bảng hệ thống lên xem mới được thông tin nhiệm vụ đại công tử vương việt vương gia ở lâm thành tán tận lương tâm tội ác đầy trời xin ký chủ cho hắn một cơ hội đầu thai hiện tại hắn cùng với các tay sai đang ở thính nguyệt lâu Vương Việt chính là tên công tử vương giả đã sỉ nhục sư tôn. Xem ra hệ thống này nghĩ giống như ta nghĩ rồi. Buổi đêm tại Thính Nguyệt lâu. Ây dô, vương công tử, người bước chậm lại, nhìn bậc thềm, cẩn thận đừng bị ngã. Buông tay ra, bổn công tử không có say. Ta biết tử lượng của người là do đường quá chân thôi. Vương công tử danh xưng ngàn chén không say, cái này chúng tôi đều biết. Vương công tử, ta ở mãn xuân cát sắp xếp cho người vài món hàng thượng rồi. He he, món hàng thượng đẳng. Nói với ngươi, vài nữ tử phong trần bình thường bổn công tử không thèm nhìn tới sao có thể chứ ở quán của ta bọn họ đã bị bón thuốc bây giờ đã hôn mê chỉ đợi người tự tay tới kiểm hàng vương công tử vậy người xem việc hợp tác của chúng tôi với vương gia yên tâm chỉ cần hầu hạ cho bổn công tử thật tốt mọi thứ đều không phải nói đi thôi được có câu này của người là ta yên tâm rồi chính là ở đầu ngõ phía trước rồi chúng ta đi hóng mát cho tỉnh rượu đi ôi sao ta cảm thấy có chút lạnh dâm gian cứ cảm thấy sau lưng lạnh toát dâm gian Ngươi không phải sợ ma đấy chứ? Có phải là lưng đau, eo nhức? Lúc thả nước còn tí ta tí tách. Huynh đệ, ngươi bị phế mất một nửa rồi. Trong nhà nếu có nữ nhân, bổn công tử có thể giúp ngươi chăm sóc, đừng cảm ơn, đều là việc huynh đệ nên làm. Đợi đã, nhìn kìa, trước mặt có một người cảm giác không bình thường lắm. Ngươi lại sợ trước sợ sau thế, chúng ta không phải cũng là người à, để ta lại hỏi xem. Huynh đệ, nửa đêm không ngủ, đứng đây bắt quỷ sao? Đại công tử Vương gia Lâm thành thật hài hước. Đúng rồi, vương công tử cũng nổi tiếng là lớn gan dám hỗn lời của ngươi có ý gì vương công tử xỉ nhục trưởng môn u la điện lãnh vô yên đế cấp trước mặt nhiều người ngươi nói xem có phải là ngươi gan to bằng trời không ngươi rốt cuộc là kẻ nào bắt hắn lại cho ta cùng nhau xông lên chiến thôi một mình ta chấp hết ngươi mau chết đi cho ta ta sai rồi ngươi tha cho ta ngươi có một vạn lý do để sống nhưng giết ngươi chỉ cần một lý do là đủ á à, ta không muốn thế giới này cần được thanh lọc có những người sống không bằng chết những tay sai đi theo lúc này cũng đang run rẩy hắn là công tử vương gia ở lâm thành phụ thân là cao thủ nguyên anh vương phong ngươi ngươi không sợ vương gia báo thù sao ừm ngươi nói không sai xem ra chỉ có thể giết người diệt khẩu mà thôi người nào muốn báo thù cho chúng có thể đến huyền linh sơn tìm ta ta tên là lý nhiên lúc nào cũng có thể tiếp đón vương việt cứ như vậy mà chết sao huyền linh sơn không phải là thuộc u la điện sao chỉ là vài lời lúc say lại đến tai bọn họ đỉnh cấp ma môn thật khủng bố đợi đã hắn vừa mới nói bản thân là gì Lý Nhiên ư? Không, không phải là Lý Nhiên đó chứ. Xuất thân từ U La Điện, tuổi trẻ tu hành cao thâm, ngoại trừ vị thánh tử đó thì còn có thể là ai? Đây là ân oán giữa vương gia và U La Điện, không liên quan đến ta, ta đi trước đây. Ta cũng không thân với vương gia, việc lần này cũng không liên quan tới ta, ta cáo từ trước. Còn ta, ta chỉ đi ngang qua thấy, cái gì ta cũng không biết. Lũ cho các ngươi, lúc nãy còn tân bốc công tử, bây giờ gặp chuyện liền phủi sạch mối quan hệ. Ta sẽ về bẩm báo với gia chủ, các ngươi đợi sự trừng phạt của vương gia đi chuyển cảnh lý nhiên về đến nhà thì đi tắm rửa và suy ngẫm a thấm cũng đang hầu hạ tắm cho lý nhiên lúc hệ thống thông báo nhiệm vụ từng ghi tội ác của vương việt dùng từ tội ác đầy trời để hình dung cũng không quá đáng thậm chí kẻ khác nói ra câu đã hạ độc gì đó cũng không phải loại tốt đẹp gì đương nhiên ta không có hứng thú thay trời hành đạo cho dù không có nhiệm vụ vương việt hôm nay cũng phải chết nhiệm vụ đã hoàn thành mức độ hoàn thành là hoàn mỹ nhận được dương bảo vật là cao cấp chúc mừng ký chủ nhận được thần thông rán ma quang minh quyền Gián ma quang minh quyền còn là thần công vô thượng của Phật môn. Lúc vận công toàn lực cánh tay phát ra ánh sáng vàng, ngón tay như viên đạn, nắm đấm phát sáng, một quyền hạ xuống yêu quái khó tránh, quỷ khóc thần kêu. Là công cụ thường dùng để dùng trong nhà, trừ yêu diệt ma. Lần đầu tiên nhận được thần thông cảm giác không tệ. Wow, lợi hại quá, thánh tử đại nhân chiêu thức này gọi là gì? Chiêu này à, chiêu này là đèn pin. Đèn pin lợi hại thật. Ngươi hiểu chiêu thức này hả? Không hiểu, nhưng thần thông của đại nhân khẳng định là lợi hại nhất. Ngươi thật là phan não tàn mà phải rồi thánh tử đại nhân người hôm nay trở về muộn như vậy là đang tu luyện sao không có hôm nay ta với trưởng môn đi hẹn gặp rồi với trưởng môn hẹn ư a thấm kinh ngạc lý nhiên cũng giật mình vì lỡ lời chết tiệc lỡ mồm rồi hôm nay nhiều việc quá tâm có chút không chấn tịnh ý ta nói là trưởng môn hẹn ta mở hội nên ta nói tắt là như vậy chứ không phải hẹn như ý của ngươi nghĩ lời giải thích vớ vẫn này không biết a thấm có tin không nữa dọa chết ta ta còn tưởng rằng là hẹn hò nam nữ bởi mới nói trưởng môn mấy trăm năm nay không gần nam sắc còn cấm đệ tử môn hạ yêu đương còn bản thân thì lại cùng đệ tử hẹn hò à quả nhiên là ta suy nghĩ nhiều rồi kiểu lý do rách nát này ngoại trừ a thấm thì ta sợ là không ai tin sau này cần phải cẩn thận hơn ngộ nhỡ người khác nghe thấy lại không dễ giải thích như thế vào buổi khuya nữ đệ tử không hiểu vì sao trưởng môn cho gọi mình kỳ lạ nửa đêm canh ba trưởng môn đặc biệt cho gọi mình tới gần đây mình không làm gì sai chứ đệ tử diễn kiến lãnh trưởng môn xin hỏi trưởng môn nửa đêm dự kiến có gì phân phó bổn tọa muốn hỏi ngươi ngươi làm sao biết yêu đương là phải ra ngoài hẹn gặp phải nghe khúc ăn kẹo đường bẩm ta à, ta thấy trên sách viết vậy bổn tọa đang tu luyện đạo tâm muốn nhìn thấu hồng trần chạm phải một chuyện nhỏ muốn đến hỏi ngươi trưởng muôn có gì không hiểu cứ đến hỏi ta ta nhất định sẽ trả lời thành thật không giấu diếm lần trước ngươi nói yêu là ngoại trừ hẹn hò nghe khúc ăn kẹo đường ngoài ra còn có gì nữa có gì mà hai người cùng làm ngủ cái gì ta ý của ta nói là ngoại trừ mấy cái này thì còn cái gì khác nữa không trưởng môn không có thứ gì khác có thể gia tăng tình cảm hơn là ngủ cùng nhau vậy vậy nếu không đến mức phải ngủ cùng nhau thì sao vậy thì bắt đầu từ việc tiếp xúc cơ thể ví dụ như nắm tay trưởng môn mặt người đỏ lên rồi kìa không sao ngươi lui xuống đi ta lại rất mong đợi lần thứ hai hẹn hò với nhiên nhi nắm tay ư chuyển cảnh tại phòng bếp lúc này sao lại có tiếng động trong phòng bếp để ta vào xem là ai to gan người nào dám ở trưởng môn sao người ở bổn tọa đang nấu canh quản sự vương có muốn nếm thử không ngươi mau nếm thử xem mùi vị như nào trưởng môn ta nhất định phải uống canh này sao kỳ lạ theo kinh nghiệm luyện đan của ta thì đồ nấu hoàn toàn không có vấn đề gì tại sao lại trông khó coi như vậy người đây là đang nấu canh gì vậy thì ở trong đây chính là thịt chim ưng lôi huyền kết hợp với huyết tinh yêu quả dễ tinh linh vạn năm và tuyết cốt để nấu thành có công hiệu bồi dưỡng linh mạch thanh khí hóa thần trưởng môn làm cơm với luyện đơn khác nhau không nghiên cứu công hiệu mà là hương vị. Giống như người đã không cần ăn nhưng vẫn thường hay dùng thiện không phải là vì mùi vị của cơm sao. Người muốn ăn cái gì, phân phó đệ tử là được. Không cần bản thân khó nhọc nấu như vậy đâu. Người không hiểu đâu, đây cũng là một loại tu hành. Sao ta có thể nói cho người biết là ta muốn tự tay nấu canh cho nhiên nhi, làm một người bạn gái hiền thục. Cảnh giới của trưởng môn đệ tử thật sự không hiểu. Nhưng nếu bàn về nấu cơm, đệ tử khẳng định hiểu hơn người một chút. Tốt quá rồi, vậy ngươi dạy cho ta đi. Chuyển cảnh, bên Lý Nhiên lúc này, Thời tiết đẹp thật, có đoạt thiên công ta hoàn toàn không cần ngồi tu luyện, tu vi tự khắc sẽ tăng lên. Cảm giác nhàn rỗi này đã quá đi. Không có việc gì thì ta đi ra phơi nắng, rồi trêu a thấm, xong rồi lại yêu đương với trưởng môn. Và ngày hôm nay cũng không khác gì, bản thân là phe phản diện, có phải mình không làm tròn chức trách không? Thánh tử đại nhân, lâu rồi không gặp ngài, là quản sự vương, không phải là hai ngày trước vừa gặp rồi sao? Một ngày không gặp, cách ba thù, phải rồi thánh tử, nếm thử bánh ta làm, nửa đêm ta đã dậy để làm nó. Ngươi phí nhiều tâm tư làm gì, có thời gian chi bằng tu luyện cho tốt đi. Để ta thử xem, quao, wow, vị không tệ nhè. Thánh tử có vẻ rất thích, vậy thì tốt rồi. Sau này ta sẽ thường xuyên làm cho người. Không cần, ngươi nên bỏ nhiều tâm tư vào việc tu luyện đi. Ngươi trở về trước đi. Thánh tử, ta sẽ không làm người thất vọng. Ơ, ờ, kia là gì? Chân bồ câu có sợi dây ba màu của thành vô ương là trong nhà gửi tới. đã xảy ra chuyện gì ư? Chất lớn, gần đây khá tốt. Nhị bá, nhiên Nhi có chuyện này ngươi còn chưa biết. Đó là ngươi có vị hôn phu họ Tiêu. Hôn sự này do hai nhà quyết định, lúc đó ngươi còn nhỏ. Không ngờ lúc 8 tuổi ngươi được người của Ula Điện nhìn chúng, trở thành thánh tử của tông môn đỉnh cấp. Lý gia và Tiêu gia có khoảng cách ngày càng lớn, cộng thêm Ula Điện cấm yêu đương, dần dần không có ai nhắc đến hôn sự nữa. Lão tổ Tiêu gia khuất núi, cả Tiêu gia bấp bênh, đã suy sút xuống gia tộc hạng 2. Tiểu thư Tiêu gia mất hết tu vi, trở thành phế nhân. Bây giờ đột nhiên nhắc đến hôn sự, chính là muốn ôm đùi nhà ta. Hai nhà không môn đang hộ đói, hôn ước này theo lý nên bỏ nhưng dù gì cũng do tổ tông quyết định nên không thể quá vội vàng còn cần ngươi tự mình đi hủy hôn lý nhiên đang suy ngẫm u la điện cấm đệ tử bàn chuyện lập gia đình tiêu ra cũng không có gì để nói việc này không thể để sư tôn biết được không thì với tính ghen của cô ấy thì không được mình phải tìm một cơ hội xuống núi để bỏ hôn ước này mới được đang mãi suy ngẫm thì bỗng có tiếng gọi thánh tử trưởng môn có việc tìm người mời người đến tẩm cung la sát một chuyến ô không sư tôn không phải đã biết rồi chứ tại tẩm cung la sát xin lỗi đệ tử có chuyện đến muộn để sư tôn phải đợi lâu bổn tọa cũng không đợi lâu quyển sách này quá hay bổn tọa nhập tâm mải mê đọc mà quên cả thời gian sư tôn ngươi cầm ngược sách rồi ừ thì bổn tọa chính là muốn xem sách như vậy không được sao sư tôn của ta thật là khác với số đông ai ra ngươi thật xấu xa được rồi ở đây không có người khác ngươi đừng giả vờ nữa sư tôn lẽ nào đệ tử cũng rất có kinh nghiệm sao ngươi thấy sao ngươi phải nghiêm túc tỏ tình với trưởng môn đừng đứng ngốc ở đó nữa mau tới đây với ta sư tôn Chúng ta đi đâu? Sắp đến rồi, ngươi lo gì? Đây, ten ten ten, ngươi thấy sao? Quao, wow, Sư Tôn, đây đều là người làm hết đấy sao? Ừm, cũng có thể tính là vậy, không biết ngươi có thích không? Sư Tôn, ngươi đối xử với ta thật tốt, vừa nói thánh tử vừa nắm lấy tay của trưởng môn. Gì thế này, ta và Nhiên Nhi đang nắm tay nhau à? Sao mặt lại đỏ, tim thì đập nhanh thế này? Nên lãng đi thôi, ta chỉ là đem cho ngươi để luyện tay thôi. Hứ, mau nếm thử đi, xem mùi vị thế nào chỉ cần là sư tôn làm thì cái gì cũng ngon wow thật sự rất ngon sư tôn sao người làm được vậy ta nhớ lúc trước người mười đầu ngón tay không chạm nước âm xuân đến cả gia vị cũng không phân biệt được đó chỉ là trước kia sáng sớm hôm nay ta đã học nấu ăn với quản sự vương học hết cả nửa ngày luôn đó sư tôn nào người cũng ăn đi nhiên nhi ngươi còn dám kéo tay bổn tọa sư tôn là ta lỗ mãn rồi thật ra nắm tay cũng có thể ăn cơm trưởng môn bẽ lẽn nhiên nhi ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi ngày hôm đó người thả chết cũng muốn tỏ tình với ta rốt cuộc ta có chỗ nào thu hút người dù gì phần lớn thời gian ta cũng rất lạnh lùng tính cách lại cố chấp danh tiếng nữ ma đầu sớm đã chuyển khắp nơi chính là bởi vì sư tôn rất xinh đẹp gương mặt thanh khiết như sương mai đôi môi như ngọc ánh mắt như chứa ngàn vì sao đệ tử chưa từng gặp ai xinh đẹp như vậy chính là vì điều này không có cái gì khác sao đương nhiên còn có lý do khác ngoài xinh đẹp ra sư tôn còn có vóc dáng đúng là nhất phẩm béo chỗ cần béo gầy chỗ cần gầy giang hồ thường gọi là hàng tự nhiên chất lượng cao. Yêu thích của ngươi đối với ta nông cạn như vậy, xinh đẹp rồi cũng sẽ trở thành xương trắng, xương trắng cũng thành bùn đất, có là cường giả đế cấp cũng không thể vĩnh sinh. Đợi ta không còn xinh đẹp nữa, ngươi có còn đối tốt với ta như này nữa không? Con người là động vật nhìn bằng mắt, sư tôn hỏi người điều gì thu hút ta, đương nhiên là vẻ ngoài. Nhưng nếu người hỏi ta thích sư tôn điều gì, thì đệ tử thích sư tôn, từng giờ, từng khắc nghiêm túc giảng giải, thích sư tôn trầm lặng nghe khúc, thích sư tôn ngây thơ ăn kẹo, thích sư tôn dễ thương lúc cứng miệng. Trong mắt đệ tử, sư tôn vừa đáng tin vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ vừa đáng yêu là phong cảnh đẹp nhất trên thế giới này a à, ta thật sự có nhiều ưu điểm như vậy sao trưởng môn cảm thấy e thẹn đương nhiên rồi điểm quan trọng nhất là là cái gì trưởng môn đang hồi hộp hỏi là cái tay của sư tôn rất mềm rất thơm ngươi thật xấu xa ta không thèm để ý tới ngươi nữa đúng rồi ta còn có một vấn đề nếu chúng ta đã xác định mối quan hệ vậy tại sao ngươi còn gọi ta là sư tôn vấn đề này đã làm ta rất yêu phiền dù gì cũng đã gọi 10 năm rồi, đệ tử phút Trúc chưa thay đổi được. Mà người không thấy, xưng hô kiểu này nghe rất kích thích sao? Kích thích cái đầu người. Đột nhiên Lý Nhiên đổi cách xưng hô, Yên Nhi, sau này ta gọi người là Yên Nhi được chứ? Ơ, ờ, ngươi là người đầu tiên gọi ta như vậy. Yên Nhi, ta đã sửa cách xưng hô rồi, e cũng cần đổi xưng hô luôn mới đúng chứ? Sau này e hãy gọi ta là tướng công đi. Không, không được, bổn tọa không nói được. Như vậy là đã quá xấu hổ rồi. Vậy, ta đợi xem sư tôn lúc nào mới có thể gọi được nhiên nhi hai người đang mãi trò chuyện bỗng nhiên tôn trưởng lão xuất hiện bái kiến trưởng môn bái kiến thánh tử thời gian bây giờ còn sớm thánh tử không lo tu luyện mà lại đến ma sát phòng làm gì nhiên nhi gần đây bận lo tu luyện tiến bộ vô cùng rõ rệt bổn tọa lo lắng căn cơ của hắn không chắc nên mới gọi hắn tới nghỉ ngơi trưởng môn ra sức giải thích ôi trời lo bận tu luyện sao sư tôn làm ta cười chết mất thôi có đoạt thiên công ta ngày nào cũng ngủ nhưng lại phí không ít công sức để yêu đương mới mới hai ngày không gặp Thánh tử đã đạt Kim đan hậu kỳ rồi. Lần trước ta gặp người, vẫn còn là Kim đan trung kỳ. Tốc độ tu luyện thật làm người ta kinh ngạc. Có thể là do ta gặp cơ duyên." Thánh tử liền nói. Khi người mới 17 tuổi, vừa hay đã luyện thành Kim đan, nhưng mới nửa năm đã bước vào hậu kỳ. Thiên phú như vậy, thật là khủng bố." Tôn trưởng lão đang khen ngợi Thánh tử, "Đều là nhờ sư tôn bồi dưỡng tốt thôi." "Được rồi, Tôn trưởng lão, ngươi còn khen tiếp là Nhiên Nhi bay lên mất. Ngươi đến đây tìm ta có việc gì? Thí luyện của tông môn sắp bắt đầu rồi." không biết lần này là do đệ tử nào dẫn đầu trưởng lão các đỉnh đều rất sát sao tôn trưởng lão trình bày ý chỉ cứ cách ba năm u la điện lại sắp xếp tân đệ tử xuống núi thí luyện chủ yếu là đi vào thập vạn đại sơn thám hiểm hoàn thành nhiệm vụ tông môn bố trí mỗi lần lịch luyện đều sắp xếp một sư huynh có tư thâm để dẫn dắt đội ngũ trưởng môn người xem cử ai đi thích hợp nhất tôn trưởng lão xem thử rồi sắp xếp là được lý nhiên thầm nghĩ đây là cơ hội tốt để xuống núi từ hôn liền lên tiếng tôn trưởng lão để ta đi nhiên nhi sao ngươi lại hứng thú với chuyện này trưởng môn ngạc nhiên hỏi thánh tử thân phận của người tôn quý chuyên tâm tu luyện thì tốt hơn những việc vật này không cần người lãng phí tâm tư không sao đâu ta chỉ là tìm cơ hội đi lại hít thở điều chỉnh trạng thái một chút lại nói đến nhập tông 10 năm ta còn chưa được tham gia thí luyện thân làm thánh tử vẫn nên làm gì đó cho tông môn đúng không hả đúng là như vậy bổn tọa phê chuẩn tôn trưởng lão mau đi sắp xếp đi trưởng môn liền ra lệnh sư tôn người còn không thèm để ý tới ta mà đáng yêu quá đi tiểu bảo bối đáng ghét nhà ngươi tên xấu xa này lời như nào cũng nói ra được ta luôn xuất phát từ chân tình nhiên nhi ngươi cảm nhận được tấm lòng của ta chứ mà thôi đi ngươi nói thật đi tại vì sao ngươi đột ngột muốn dẫn đội hình đi xuống núi hả lúc trước ngươi lại không có nhanh nhão như vậy nhiên nhi tìm cách nói không giấu gì người đồ nhi thầy nhớ nhà rồi ta tu hành trên 10 năm số lần về nhà chỉ điếm trên đầu ngón tay muốn nhân cơ hội thí luyện lần này đi về nhà một chuyến sư tôn không trách ta chứ nhiên nhi là do ta không tốt đều trách ta ta còn cho rằng là ngươi muốn trốn ta, sư phụ thật sự tin tưởng ta vô điều kiện, mà ta lại năm lần bảy lượt nói dối người, như vậy cảm giác không tốt lắm. Thời gian thí luyện là hơn một tháng, với lại ngươi về nhà nữa, có phải rất lâu ta mới có thể nhìn thấy ngươi không? đệ tử nhất định nhanh chóng sẽ trở về, còn mong đợi lần thứ hai chúng ta hẹn hò. Hứ, ngươi nằm mơ đi hết. Yên Nhi, trước khi ta đi, ngươi có thể thỏa mãn một tâm nguyện nhỏ của ta được không? Hửm, ngươi nói đi, gọi ta một tiếng tướng công được không? xem ra nguyện vọng nhỏ của đệ tử đành phải bỏ ngõ rồi ta ta gọi ngươi như vậy ngươi có thể sớm trở về không trưởng môn bắt đầu thở sâu nhiều lần và rồi tướng công nhiên nhi không được xấu hổ quá hả nói xong người liền chạy đi sư tôn của ta dễ thương quá đi mất chuyển cảnh đại hội đăng tiên các gia tộc lớn đều cử những hậu bối ưu tú nhất đến văn đạo đài kiểm tra thiên phú xin cơ hội gia nhập tiên tông bây giờ do đệ tử tiêu ra lên đài kiểm tra thiên phú tiêu phong thiên phú hạ phẩm tiêu tâm thiên phú trung phẩm tiêu vân thiên phú hạ phẩm tiêu thanh ca sao lại là ngươi một phế vật tu vi toàn bại chạy đến đây góp vui làm cái gì được rồi mau đi đi đừng lãng phí thời gian của ta mọi người bắt đầu bàn tán về tiêu thanh ca sao lại như vậy rốt cuộc là chỗ nào có vấn đề tiêu thanh ca vẫn không tin mình bị mất thiên phú thanh tiên tứ đại danh lễ lừng xa sút đến mức này thật khiến người ta tiếc nuối nghe nói nửa tháng trước tiêu thanh ca bị mất sạch tu vi bị thần đạo cung trục xuất rồi hứ tiêu thanh ca này lúc nhỏ đã kiểm tra được thiên phú siêu phẩm mặc dù không bằng lý nhiên nhưng cũng là trăm năm khó gặp lúc tiêu thanh ca được thần đạo cung thu nhận làm đích truyền đệ tử thần khí bao nhiêu giờ lại nhích nháp bấy nhiêu ta thì 10 tuổi luyện khí 15 tuổi rút cơ 18 tuổi đã tiếp xúc đến ngưỡng kim nan, tốc độ tu luyện rất nhanh chỉ xếp sau danh tiếng đại đế của lý nhiên tiêu thanh ca tự nghĩ mình thiên phú siêu phẩm cộng thêm bản thân dung mạo bất phàm mọi người đều gọi là thanh tiên tử nếu không có gì ngoài ý muốn ta sẽ trở thành cường giả một phương dẫn dắt tiêu gia vực dậy nhưng mà vào nửa tháng trước tu vi của ta đột nhiên mất sạch mười năm khổ công tu luyện hóa thành công cốc đến thiên phú siêu phẩm khiến ta kiêu ngạo cũng chẳng còn tông môn và gia tộc tìm mọi cách đều không có kết quả tiêu thanh ca tự trách đệ tử nội môn chính nhất tông lý thăng anh họ của lý nhiên bỗng xuất hiện châm chọc tiêu thanh ca cô còn có dũng khí đến đây sao mặc dù thần đạo cung đã thông báo tin tức nhưng tiêu ra ngươi chưa từng thừa nhận hôm nay ngươi đến đại hội đăng tiên chẳng phải là bố cáo thiên hạ ngươi đã trở thành phế nhân rồi sao Tiêu Thanh Ca không thèm để ý tới những lời chế giễu đó nên liền quay đi và đột nhiên bị kéo lại. Vậy nên cô đã bảo, bỏ ta ra, tiếp tục là những lời khó nghe. Ngươi còn giả bộ lạnh lùng, còn tưởng bản thân vẫn còn là thanh tiên tử cao cao tại thượng sao. Tiêu ra vì ngươi mà bồi không biết bao nhiêu tài nguyên. Ngươi thành phế vật rồi, tiêu ra có phải đã lỗ to rồi không? Mất đi tu vi, bị tông môn trục xuất, như vậy đã thôi đi. Tiêu ra không biết tự lượng sức mình, còn muốn liên hôn với lý gia ta. Không có ước định của lão tổ, chỉ dựa vào phàm thai như ngươi, cũng muốn gả cho lý gia của ta thật là buồn cười theo ta biết việc hủy hôn đã được định sẵn rồi ngươi tự nghĩ xem bản thân còn chút giá trị gì không thấy ngươi vẫn còn vài phần tư sắc chi bằng làm lô đinh cho ta ta đảm bảo ngươi bình an cút đi ngươi không xứng tiêu thanh ca đã tức giận ngươi còn dám từ chối chỉ dựa vào phế vật như ngươi được ta nhìn chúng là phúc khí của ngươi rồi tiêu thanh ca đáp trả chỉ cần chưa hủy hôn thì ta chính là vị hôn phu của lý nhiên lời vừa nãy của ngươi nếu để truyền tới tai hắn ngươi biết hậu quả thế nào chứ lý lý nhiên ngươi dọa ai vậy không sai ta mất đi tu vi trở thành phàm nhân nhưng cũng hơn những kẻ dù có thể tu hành nhưng vĩnh viễn vẫn là phế vật không ngốc đầu lên nổi so với lý nhiên ngươi là cái thá gì tiêu thanh ca đợi lý gia hủy bỏ hôn ước ông đây nhất định sẽ để ngươi phải trả giá chuyển cảnh lúc này ở tiêu gia thanh ca con không nên đến đại hội đăng tiên như vậy sẽ chỉ càng khiến sự việc thêm rối từ khi lão tổ tiên khuất núi tiêu gia ngày càng xa suốt thành vô ương nhiều lang sói ta chỉ sợ mình không bảo vệ được con thần đạo cung đã thông báo tin tức chuyện này đã không giấu được nữa với lại con cũng muốn thử xem thực ra cũng không phải không có cách nếu có được sự ủng hộ của lý gia mọi thứ đều có cơ hội chuyển biến cha đừng nhắc tới chuyện này nữa trước tiên chưa nói đến khoảng cách của chúng ta như trời với đất lý nhiên còn là thánh tử của u la điện tông môn có lệnh cấm hôn luyến cho dù hắn không từ hôn hôn sự này cũng hữu danh vô thực tiêu thanh ca hoàn toàn buông xuôi chuyển cảnh ngay lúc này tại sân chính của u la điện mọi người đều thảo luận xôn xao nghe nói thập phương đại sơn vô cùng khủng bố địa bàn của vô số yêu quái là cấm địa của con người không biết lần này là sư huynh nào dẫn đội hy vọng là một soái ca như vậy tâm tình thí luyện cũng sẽ tốt hơn phiền quá đi ra ngoài hơn cả tháng thời gian này không gặp được thánh tử rồi ôi tôi còn chuẩn bị làm bánh hoa mai cho thánh tử ăn nữa cơ xem ra chỉ có thể đợi đến lúc về a a a a nhìn kìa là thánh tử đại nhân lý nhân thông báo với mọi người lần này lịch luyện tông môn do ta dẫn đội Nhiệm vụ của ta là đảm bảo toàn tính mạng cho tất cả các ngươi. Còn về những chuyện khác bất luận là đứt tay hay là đứt gãy gì, không liên quan tới ta. Các ngươi phải bảo vệ bản thân. Yêu cầu duy nhất của ta đối với các ngươi đó chính là sống sót. Sau nửa tiếng hợp ở trận pháp tống truyền, nếu ai đến muộn thì mất đi tư cách tham gia. Thánh tử, tôi sẽ cố gắng. Tiểu sư muội nhanh miệng. Thật là may mắn, lần này chúng ta ra ngoài thí luyện lại được Thánh tử dẫn đội. Trời đất, hắn chính là Lý Nhiên à? Thật là chăm nghe không bằng mắt thấy. Chuyển cảnh. A thấm, một thời gian nữa ta mới về ngươi đừng khó chịu a thấm chỉ cần nghĩ tới những ngày không gặp được thánh tử trong lòng liền khó chịu được rồi ta không phải là không trở về nữa khoảng thời gian này ngươi cố gắng tu luyện không được lười biếng a thấm đã là luyện khí trung kỳ rồi theo lời của tuyền kỳ quang minh chỉ cần đợi đến chúc cơ thành công là có thể song tu với thánh tử rồi a thấm rất mong đợi ngoại trừ song tu với ta ngươi còn có theo đuổi thứ khác không không có chuyển cảnh thánh tử đây là trưởng môn muốn ta giao lại cho người sư tôn muốn nói gì với ta sao bổn tọa có việc cần xử lý phải đi nam cương một chuyến không thể đích thân tiễn ngươi rồi chú ý an toàn sớm ngày quay lại đến lúc đó bổn tọa có bất ngờ cho ngươi con trai đi ra bên ngoài phải học cách bảo vệ bản thân không được trêu hoa gạo nguyệt không thì bổn tọa không thèm để ý tới ngươi nữa nhớ mỗi ngày phải nhớ đến ta tướng tướng công toi rồi sư tôn ngọt ngào quá ta phải làm sao đây như vậy ai mà chịu nổi ta sắp mắc bệnh tiểu đường rồi chuyển cảnh mọi người đang chiến đấu với một con hổ u là tâm pháp ảnh sát trận cẩn thận đằng sau lợi nha hổ luyện khí trung hậu kỳ luôn động vật sống bầy đàn sư huynh cẩn thận rốt cuộc còn có bao nhiêu con lợi nha hổ cảm giác giết mãi không hết hừng tiểu sư muội không tồi có tiến bộ rồi một thân một mình tiểu sư muội lại đấu với bầy hổ cuộc chiến không cân sức không ổn có phải ta sẽ chết không ô không ta đến rồi đây biểu hiện của muội quả không tồi thánh tử đại nhân mọi người kiểm tra thương thế nghỉ ngơi tại chỗ nửa tiếng sau xuất phát lại một màn khen ngợi của những mỹ nhân thánh tử lợi hại quá sao thánh tử làm được vậy trong phút chốc vài con lợi nha hổ đều chết hết thánh tử lợi hại quá thánh tử đẹp trai quá thánh tử căn bản không lạnh nhạt như trong lời đồn lại có người trách móc chỉ là muốn trở thành tiêu điểm thôi cứ phải đợi đến cuối mới ra tay thánh tử có thể sớm giải quyết hết yêu thú thì chúng ta sẽ không bị thương ngoài những lời khen thì cũng có một số người thầm trách nhưng bị phản đối kịch liệt ngươi cho rằng bản thân đến để du lịch à đây là thực chiến thực chiến là sẽ bị thương nếu thánh tử tiêu diệt hết chướng ngại thì chúng ta đến đây thí luyện có ý nghĩa gì thánh tử đại nhân cứu mạng chúng ta theo lý nên cảm kích mới phải nếu ta còn nghe mấy lời này nữa thì ngươi cút khỏi thí luyện luôn đi nhưng là ngươi không cần giải thích ta không muốn nghe tiểu sư muội vô cùng tức giận quát mắng nhưng đối với thánh tử thì lại khác xa thánh tử đại nhân đây là vân linh quả ta vừa mới tìm được người ăn một quả cho đỡ khát đi không cần đâu ta không khát thánh tử đại nhân cảm ơn người vừa nãy ra tay tương trợ nếu không ta thật sự sẽ chết ở đây rồi không cần đâu đây là chức trách của người dẫn đội he he thật ra ta biết thánh tử đại na han bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong thì lại là người rất ấm áp tới cuối cùng người mới ra tay chính là vì để chúng tôi tăng thêm kinh nghiệm thực chiến phải không tâm ý của người ta rất rõ ta nhất định sẽ cố gắng không phụ sự kỳ vọng của người hai ai kỳ vọng ở các ngươi chứ ngươi hiểu lầm gì rồi à các người ngoài rước thêm phiền cho ta thì còn có thể làm gì ta thật sự cảm ơn luôn nó thánh tử thầm nghĩ như thế khi xem mọi người thực chiến thì thánh tử lại lo bọn chúng vẫn yếu quá qua ngày thứ bảy thánh tử đại nhân ta vừa nãy biểu hiện thế nào đúng rồi sắc trời sắp tối rồi chúng ta có nên ở đây nghỉ ngơi một tối cũng không tồi được rồi ngươi đi sắp xếp đi chuyển cảnh thánh tử đại nhân sao người ở đây một mình mau qua nếm thử thịt nướng này thánh tử người ăn cùng bọn ta đi đừng để bản thân nói không cần ta uống dược hoàn rất tốt muốn ta chia dược hoàn không có cửa đây là đồ a à thấm đặc biệt chuẩn bị tốt hơn nhiều so với miếng thịt không có muối kia chuyển cảnh lúc này tiêu thanh ca đang suy ngẫm làm sao đây mình không có tu vi không thể dùng nhẫn dự trữ tức ăn đồ khô đem theo đã ăn hết rồi nhưng cách bí cảnh còn có mười mấy cây bí cảnh sâu trong thập vạn đại sơn mở khả năng sẽ có truyền thừa của tiên đế thượng cổ đây là cơ hội duy nhất của mình nếu không nắm bắt được cơ hội này cho dù có về nhà đợi chờ mình chỉ có ác mộng mà thôi không ổn rồi có thứ gì đó chạy về hướng mình là hùng yêu khổng lồ từ nơi nào đến thế cho dù mình còn ở lúc đỉnh cao cũng không phải là đối thủ của nó phải mau chóng nghĩ cách mới được có tiếng nước chảy nếu như mình trốn vào trong nước vậy thì có thể thoát khỏi hiểm cảnh rồi chuyển cảnh lý nhiên đang ngồi suy tư thì bỗng nghe được tiếng động lớn hửng tiếng gì vậy mẹ kiếp ngồi nhà cũng có gấu từ trên trời rơi xuống chúng ta là vận may thần tiên gì vậy mau mau chạy đi tiêu thanh ca hét lớn ôi má ơi sao lại có hùng yêu lớn như vậy ở đây chứ chúng chúng ta ứng phó nổi không đừng quên chúng ta còn có thánh tử tiêu thanh ca lại tự trách bản thân mình vốn chạy tới chỗ có nước để lánh nguy không ngờ ở đây lại có nhiều người như vậy. Mình sắp hại chết bọn họ rồi, hùng yêu này ít nhất có tu vi trúc cơ, lại thêm cơ thể cường hàn, cho dù có cao thủ kim đan đến đây, đều không đánh được. Càng không nói đến nhóm thanh niên, thiếu nữ này, vốn là muốn sống thôi, không ngờ đến lại đụng chúng con yêu nghiệt này. Bỏ đi, tất cả do chính mình đem đến, dù gì sự tình cũng là do mình. Lý Nhiên đang tìm cách giết hùng yêu lại bắt gặp Tiêu Thanh Ca. Nếu nhân này sao vậy? Mình nên dương đông kích tây, hay là mượn đao giết người, hay là diệt cả cô ta luôn, ngay lúc này tiêu thanh ca chạy tới các người mau chạy đi ta thật sự không có cố ý ô không chuyện gì vậy ôi vãi trưởng nó to quá thánh tử đại nhân người mau tới đây đi một cuộc chiến đã xảy ra thánh tử đại nhân cẩn thận hãy xem ta đây bạch hồng quán nhật cuộc chiến vẫn diễn ra không phân thắng bại một trưởng của hùng yêu sợ là dùng toàn bộ sức lực gần như khiến không khí xung quanh bị đè nén cho dù là kim đan cũng không chống đỡ được tiêu thanh ca đang lo lắng lý nhiên vẫn đang ra sức chiến đấu dáng ma quang minh quyền ngươi mau chết đi buổi tối đến rồi ta sẽ cho mọi người ăn thịt gấu nướng được chứ lý nhiên đã hạ gục được hùng yêu trong phút chốc hùng yêu đáng sợ như thế mà lại bị giết một cách dễ dàng vậy sao với thân thể cường hãn của hùng yêu đạo pháp đánh tới chỉ như gãy ngứa lại bị hắn một chạm táng mệnh người đàn ông này mới là quái vật thánh tử đại nhân mạnh quá vừa nãy ta suýt tè ra quần hùng yêu lớn như vậy lại trực tiếp bị táng mệnh không hổ danh là thánh tử đại nhân đây chính là thiên tài trong thiên tài sao yêu thích quá rồi lại những lời tán dương thánh tử đại nhân hu hu vừa nãy sợ quá người ta rất lo lắng cho ngài lại là tiểu sư muội nũng nịu vào lúc thế này nha đầu ngươi vẫn không quên nhúng chàm ta mau tránh xa ta ra tiêu thanh ca lúc này mới phân trần ta bị gấu công kích hoảng loạn chạy đến đây lại hại mọi người rơi vào nguy hiểm thật xin lỗi không sao đâu đều đã qua rồi cô nương dù sao ngươi cũng không phải cố ý có thánh tử đại nhân ở đây sẽ không có nguy hiểm gì thánh tử vậy ta nhớ ra rồi những người này chắc là đệ tử tông môn vậy người này chính là thánh tử truyền nhân không biết là tông môn nào mạnh thật mặc dù nhìn có vẻ còn trẻ nhưng cũng có thể là thuật ngự nhan của lão tiền bối cảm ơn tiền bối ra tay tương trợ nếu không phải người giúp sợ ta bị táng mệnh dưới tay gấu đại ơn đại đức tại hạ suốt đời không quên không có chút linh lực nào ngươi là phàm nhân phàm nhân lại dám đi vào thập vạn đại sơn còn có thể sống sót đến đây điều này không thể nào ta có lý do không thể không đến đây có thể sống đến hiện tại là dựa vào may mắn vậy chúc ngươi luôn may mắn như vậy đợi chút tại hạ lớn gan muốn làm một cuộc giao dịch với tiền bối không hứng thú là liên quan đến việc mở bí cảnh trong đó có truyền thừa thượng cổ tiên đế truyền thừa tiên đế ngươi cũng chỉ là một phàm nhân ta dựa vào cái gì phải tin ngươi ta chỉ dựa vào bản thân căn bản không thể nào chạm vào bí cảnh tìm hắn hợp tác sẽ có thêm một tia hy vọng nhưng ta lúc này không thể nói ra lai lịch của bản thân sẽ dẫn đến họa diệt thân tiền bối đối với ta có ơn cứu mạng ta vốn không xứng để đàm phán với người nhưng bí cảnh này đối với ta rất quan trọng thật sự không có cách nào khác vào ngay lúc này bỗng tiếng thông báo hệ thống phát ra tinh ban bố nhiệm vụ tiên lộ phiêu mều có duyên khó tìm bí cảnh thập vạn đại sơn sẽ mở xin ký chủ nghĩ cách đi vào trong thì ra cô ta không nói dối ở đây thật sự có bí cảnh xem ra người này có chút bối cảnh vậy thì ngươi vừa mới nói giao dịch như thế nào ta đồng ý chia sẻ mọi tin tức với người chỉ mong tiền bối có thể đưa ta đến bí cảnh chỉ cần có thể đi vào trong đó nhận được cơ duyên gì là dựa vào bản lĩnh của bản thân mỗi người bản lĩnh ngươi chỉ là một phàm nhân nếu ta đi tới bí cảnh rồi giết ngươi, không phải ngươi đã cược vào một ván trắng sao? Chuyện đã đến nước này rồi, ta đành phải cược một phen, cược ngươi không phải là người xấu. Trước mặt tiên duyên, cho dù là người thân cũng không dám tin tưởng, cô ta lại tin tưởng một người lạ mặt. Không biết cô ta ngốc hay là ngây thơ, tiền bối, ngươi xem được không? Trước khi tới bí cảnh, tốt nhất ngươi đừng chết. Tốt, tốt quá rồi, cẩn thận, tới đây chúng ta ngồi cùng nhau đi. Vẫn là tiểu sư muội nhiệt tình nhất, vào buổi tối, mọi người ngồi nghỉ ngơi Tiểu sư muội trò chuyện cùng với Tiêu Thanh ca. "Ăn đan dược của thánh tử, vết thương của ta đã đỡ hơn nhiều rồi. Đừng nghĩ thánh tử đại nhân của bọn ta tính cách lạnh băng, thật ra người rất nhiệt tình. Người chỉ là không dành giao thiệp với người khác thôi." "Ta nhìn ra được, Tiền Bối đúng là một tu sĩ chính nghĩa, hào phóng, thật tình, thật nghĩa. Ôi, ngươi cứ luôn miệng gọi Tiền Bối, rõ ràng thánh tử mới chỉ 18 tuổi, bị ngươi gọi cứ như 80 tuổi ấy." "Ha ha ha ha. Có thể giết được hùng yêu, ít nhất tu vi cũng phải là kim đan kỳ, sao có thể mới 18 tuổi chứ?" Thánh tử đại nhân đúng là Kim Đan Kỳ, nhưng ngài ấy chỉ mới có 18 tuổi thôi. Sao có thể thiên khủng bố như vậy, lẽ nào là hắn? Tiêu Thanh Ca dường như biết thánh tử là ai. Muội tử, mọi người là đệ tử của tông môn nào? Nói ra ngươi đừng sợ, chúng ta là đệ tử của U La Điện, đến Thập Vạn Đại Sơn để lịch luyện. Nhưng ngươi đừng lo lắng, mặc dù bọn ta được là ma môn, nhưng sẽ không giết người vô tội. Nói như vậy, vị tiền bối này là là tông thánh tử, lý nhân của ta. Thiên tài mạnh nhất của Hạo thổ. Thật sự là hắn rồi, 10 năm không gặp, hắn thay đổi nhiều thật, tính cách càng lạnh lùng hơn so với trước. Nhưng Thiên Phú vẫn khủng bố như vậy, với thực lực hiện tại của hắn, đã đứng trên đỉnh cao của một thời đại, mà tu vi của ta lại bị mất đi toàn bộ, trở thành một phàm nhân. Hai chúng ta là người của hai thế giới, sợ rằng hắn cũng sẽ không nhớ ta rồi. Đây là, quần áo của ngươi bị rách hết rồi, nhìn không thuận mắt. Chỗ quần áo này ta vẫn chưa mặc đến tạm thời dùng đắp đi. Lý Nhiên mang quần áo cho Tiêu Thanh Ca xong rồi rời đi. Cảm ơn. Trên áo choàng này còn có mùi thơm, không ngờ hắn là người dịu dàng như vậy, Toi rồi. Hình như mình có chút rung động. Nhìn thấy chưa, ta đã nói rồi, Thánh Tử Đại Nhân là người kiêu ngạo tới chết. Thánh Tử ưu tú như vậy, chắc người thích hắn chắc chắn rất nhiều đúng không? Không chỉ nhiều, mà là tám đỉnh 12 tòa U La Điện của chúng ta, có nữ đệ tử nào không ngưỡng mộ Thánh Tử Đại Nhân chứ? Vậy, hắn đã có đối tượng chưa? Đương nhiên là không có. U La Điện nghiêm cấm tình cảm nam nữ. Bọn ta ngoại trừ ái mộ, căn bản không dám có ý nghĩ khác. Với lại ngươi nghĩ xem, thánh tử 18 tuổi đã luyện tới kim đan, khẳng định là một lòng tu hành, làm gì có suy nghĩ tới chuyện yêu đương. Nghe cũng có lý. Đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của người. Ý nghĩa sau ba chữ tiêu thanh ca quá phức tạp, ta tuyệt đối không thể nói với cô ta. Tôi tên là Tôn Thanh Thanh, ta tên là Lộc Hân Nhiên. Đừng sợ, Ta sẽ bảo vệ ngươi. Được. Nhìn mọi người vui cười đùa giỡn, Tiêu Thanh ca có chút chạnh lòng. Bầu không khí này lại có loại ấm áp mà ở nhà ta cũng không cảm nhận được. Đây là đỉnh cao ma môn sao? Ha ha, không có một chút cảm giác phản diện nào. Sáng hôm sau, Tiêu Thanh ca đưa bản đồ cho Lý Nhiên. Người con gái này không chỉ đưa bản đồ cho ta, lại nói ra toàn bộ tin tức, cô ta có phải là não có vấn đề? Tiền bối, cách bí cảnh chỉ còn thời gian 3 ngày đường nữa. Chúng ta có cần tăng tốc? Không gấp, đợi tông môn kết thúc lịch luyện rồi nói. Ta không thể bỏ mặc các đệ tử. Chuyển cảnh. Thánh tử, chúng ta đã thu thập đủ yêu cốt, nhiệm vụ thí luyện đã hoàn thành rồi. Ừm, ta lập tức đưa các ngươi về tông môn. Ta vốn không ôm hy vọng gì về các ngươi, nhưng 10 ngày thí luyện các ngươi đã chứng minh bản thân. Con đường tu tiên khó khăn, đại đạo khó cầu. Tu hành quan trọng nhất là thiên phú, nhưng quan trọng hơn cả thiên phú đó chính là tín niệm không bao giờ lùi bước chúc các ngươi vô vận hưng vượng thánh tử thánh tử tiểu sư muội lại giở trò thánh tử ta không muốn đi mà ta phải ở lại mạo hiểm với người ngươi mau đi đi thánh tử sao chưa 10 ngày đã trở về rồi với lại hoàn toàn không có thương vong ai cũng có vẻ đã thoát xác thánh tử quả nhiên không đơn giản chuyển cảnh không biết sư tôn đã trở về tông môn chưa muốn nắm bàn tay nhỏ bé của nàng ấy muốn nghe nàng ấy gọi ta là tướng công đang tư tưởng mà bị tiêu thanh ca phá ngang đừng buồn bọn họ rồi cũng phải tự mình trưởng thành bọn chúng trưởng thành hay không có liên quan gì tới ta còn cứng miệng ngươi kiêu ngạo thật nhỉ kiêu ngạo quỷ gì đi thôi vừa nãy lời cổ vũ các đệ tử của ngươi đặc biệt là câu tín niệm quan trọng hơn thiên phú khiến ta cảm thấy học thêm được nhiều điều là ta lừa bọn chúng đấy ngươi không phải thật sự nghĩ tín niệm quan trọng hơn thiên phú sao trong số bọn chúng có rất nhiều người cả đời này không thể có cách nào luyện thành kim đan. Mà ta chỉ tu luyện 10 năm đã đạt tới mức độ cả đời bọn chúng cũng không thể với tới. Bọn chúng mỗi tháng chỉ lãnh vài miếng linh thạch, mà tài nguyên trong tông môn tùy ý ta phung phí. Đây là khác biệt đến từ thiên phú, dựa vào thứ nào cũng không thể bù đắp được. Hắn nói không sai, khi ta có thiên phú siêu phẩm, thần đạo cũng coi ta như bảo bối. Nhưng khi mất đi thiên phú, không phí lời đuổi khỏi tông môn. Nếu đã như vậy thì tại sao ngươi còn lừa bọn họ? Bởi vì tín niệm là thứ duy nhất bọn họ có thể khống chế. Con đường tu tiên đau khổ và lâu dài, bọn họ sẽ đối mặt với vô vàn thất bại. Lời cổ vũ của ta có thể làm động lực trong lúc bọn họ khó khăn. Ban đầu yêu cầu duy nhất của ta với bọn chúng chỉ là sống tiếp. Lý nhiên, ngươi thật sự là một người tốt. Ngươi, ngươi mới là người tốt, cả nhà ngươi mới là người tốt đấy. Quá khen, tiền bối, bí cảnh sắp mở rồi, nhưng chúng ta còn cách tới 50 dặm nữa, không để kịp mất thập vạn đại sơn có một cấm kỵ rời khỏi khu vực ngoài tuyệt đối không thể phi hành nếu không sẽ khiến yêu thú sâu bên trong chú ý tới dẫn đến họa diệt thân đến không kịp rồi vậy thì tăng tốc chút đi đột nhiên lý nhiên bổng tiêu thanh ca lên hả ngươi đừng làm bừa như vậy sẽ bị yêu thú phát hiện đấy một phàm nhân như ngươi có thể chạy sao đây là cách duy nhất cẩn thận có yêu thú chuyện nhỏ để ta tiêu diệt bọn chúng lý nhiên tảm tự mình tìm một chỗ trốn đi ở đây cứ giao cho ta một con hổ lợi nha khổng lồ kích thước này gấp ba lần hổ lợi nha bình thường là hổ xích diễm yêu thú kim đan cảnh tiền bối nơi này chắc chắn là lãnh địa của nó chúng ta lui về tìm đường khác đi lui ta ghét từ này nhất nếu không ngươi thương lượng với nó để nó giả vờ như không nhìn thấy chúng ta con hổ đang gầm mạnh gầm gừ gừ con hổ xích diễm này ma diễm ngút trời ít nhất có đạo hạnh hơn trăm năm chắn đường của ta ngươi còn tỏ ra bực bội vậy thì để ông đây chơi với ngươi là ngươi tự tìm chỗ chết đó nha dị tượng tinh hán sán lạn long tượng trạch thiên ta đây sẽ đá chết ngươi quao wow, bóng tốt ca ca cự nhân không phải ta đang nằm mơ chứ vừa nãy là pháp tượng của ngươi sao thanh ca vô cùng ngạc nhiên cho là như thế đi nhanh lên sắp không kịp thời gian bí cảnh mở cửa rồi lần đầu tiên nghe nói tu hành giả kim đan cảnh có pháp tượng lẽ nào hắn là đại đế chuyển thế tại cửa lớn bí cảnh tống sư huynh lần này vào bí cảnh có thêm người khẳng định thuận lợi nước chảy mây trôi bọn ta đi theo uống nước canh là được đích chuyển đệ tử thần đạo cung tống thanh tùng đừng nói như vậy tiên duyên khó đoán chúng ta đều dựa vào bản thân mình vạn kiếm các sao cũng tới đích chuyển đệ tử vạn kiếm các nhạc kiếm ly không ngờ nhạc kiếm ly cũng đến vạn kiếm các cũng có hứng thú với bí cảnh này sau làm sao thần đạo cùng người đến, mà vạn kiếm các ta không thể đến chứ. Nhạc tiên tử hiểu lầm rồi, trong bí cảnh nguy hiểm khắp nơi, có người đồng hành ta cũng yên tâm phần nào. Bí cảnh này chỉ có thể chịu đựng được 10 người vào, ở đây vừa hay 10 người không có gì tranh luận. Quan trọng nhất ở đây đều là các đệ tử tông môn chính đạo, không có ma giáo yêu nhân, cũng là một chuyện tốt. Đúng vậy, mọi người đều là người đồng đạo, ít nhất không cần lo lắng bị đâm sau lưng. Không sai, chúng ta chỉ cần an tâm nghe theo sắp xếp của Tống Sư Huynh là được tống sư huynh nhất định có thể bảo vệ mọi người nếu đã như vậy vậy thì đợi đến khi bí cảnh mở ôi chuyện gì vậy linh lực khủng khiếp quá cẩn thận cái thứ gì thế đây đây là yêu thú kim đan cảnh là ai có sức mạnh khổng lồ như vậy lẽ nào là bí cảnh mở chấn động đến yêu vương sâu trong rừng có người đến rồi trời ạ à, một cước đá xa như vậy à sớm biết ban đầu cần gì phải thế một cước đá chết ư náo nhiệt quá các ngươi không phải đều muốn vào bí cảnh chứ? Lẽ nào hắn đến vì bí cảnh, như thế thì không đủ vị trí rồi. Tại hạ đích truyền đệ tử thần đạo cung, Tống Thanh Tùng. Xin hỏi cao danh quý tính của các hạ, U La Điện, lý nhiên. Là ma đạo thánh tử, 17 tuổi đã đạt đến kim đan cảnh đó. Bây giờ có phải đợi đến khi bí cảnh mở cửa là được? Không phải, bí cảnh lần này chỉ có thể vào được 10 người, bây giờ đã là 12 người rồi. Không ngờ lần này bí cảnh mở lại có nhiều người đến như vậy tống thanh tùng của thần đạo cung nhạc kiếm ly của vạn kiếm các mộ dung xuyên của thiên sư đạo đều là thiên kiêu của tông môn dễ thôi tùy tiện chọn hai khán giả may mắn để bọn họ trở về phủ đi là các ngươi tự chọn hay là để ta chọn lý nhiên bá đạo lên tiếng đề nghị kẻ này bá đạo quá ma giáo yêu nhân rõ ràng không giảng đạo lý hắn là kẻ chỉ một chân đá chết xích diễm hổ đấy cũng không nhất định có cửa để thắng hôm nay chỉ có thể chọn ra người có thể lực yếu nhất tào việt đích truyền đệ tử diễn duyệt tông thấy mọi người đều nhìn mình nên liền lên tiếng các ngươi đều nhìn ta làm gì ta là người đến đây đầu tiên phàm chuyện gì cũng theo thứ tự trước sau chứ tống sư huynh ngươi phải làm chủ cho ta vừa nãy không phải ngươi còn nói đồng bào chính đạo chúng ta cùng tiến cùng lùi hay sao khụ cụ là đồng bào chính đạo không sai chỉ là tu vi của ngươi quá thấp đi vào bí cảnh có thể sẽ gặp phải nguy hiểm chi bằng trở về tu luyện cho tốt sau này còn có cơ hội đúng thế đó tào việt tu vi của ngươi thật sự có chút kém, trở về tu luyện tiếp đi. Tống sư huynh là vì muốn tốt cho ngươi, không cần vì bí cảnh mà hy sinh tính mạng. Tốt, rất tốt, ta nhớ rõ các ngươi rồi, sơn thủy hữu tương phùng, sau này còn gặp lại. Đặc sắc, đặc sắc quá, xem ra ta thật sự không nhìn nhầm bản chất của chính đạo. Ta vẫn không đủ giả tạo, lý nhiên lên tiếng cười nhạo, thiên duyên phiêu giật. Người có đức thì gặp, chỉ có thể nói cơ duyên của Tào Việt là chưa tới. Kẻ này ra mặt dày thật, vẫn lại là lý nhiên chế diễu. Được bây giờ không còn tranh luận gì nữa nhỉ. Đợi đã, ta nói là hai người, mà bây giờ chỉ mới đi có một người. Nếu ta không nhìn nhầm, kẻ bên cạnh ngươi chính là phàm nhân đúng chứ. Phàm nhân cũng xứng đi vào bí cảnh tiên đế sao. Tiêu thanh ca hoàng mang, ta thật sự là phàm nhân, lỡ như hắn vứt ta lại. Ngươi đang dạy ta phải làm gì sao? Ta nói cô ấy xứng. Ngươi có ý kiến gì? Vẫn là câu nói ấy, để ta chọn hay là các ngươi tự chọn. Ngươi, hắn không khỏi quá cùng vọng rồi nhưng nếu ban đầu đã không ra tay bây giờ cũng không cần thiết mộ dung xuyên ngươi lui xuống đi đừng để ta tự mình ra tay tống sư huynh a à, thần đạo cung thì ra toàn là những kẻ như vậy thật không ngờ tống sư huynh lại vô sỉ như thế bên này tiêu thanh ca đang nói lời cảm ơn lý nhiên không cần ta chỉ là thực hiện giao ước thôi giao ước còn lại hy vọng ngươi cũng có thể thực hiện giao ước còn lại là sao tiêu thanh ca im lặng và thầm nói đó chính hôn ước của chúng ta nhìn kìa bí cảnh cuối cùng cũng mở rồi có thể trở lại tiên hộ hay không là dựa vào lần này đấy tiêu thanh ca đang hồi hộp và lý nhiên thì thoải mái cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ rồi hãy đi theo sát ta ừm bóng lưng này cảm thấy có chút quen mắt thôi bỏ đi vào trước rồi nói tống thanh tùng hơi nghi ngờ mọi người cùng đi vào bí cảnh trong bí cảnh lúc này hay cho thế giới nhỏ nơi này tràn đầy linh khí ở đây mà tu luyện một năm ít nhất cũng bằng ba năm khổ tu bên ngoài đáng tiếc bí cảnh giới hạn thời gian nếu không ta nguyện ở đây bế quan tu luyện mùi hương thơm quá trời ạ à, đây là chu quả trăm năm sao còn có tử thanh đằng u linh thảo đây không phải là hậu hoa viên của cổ đế chứ cầu tiên giữ thiên tương tranh khô cốt phô mãn nghiệp nghiệt thao thao thí luyện vòng đầu tiên săn giết yêu thú tám người thu thập được số lượng yêu cốt nhiều nhất sẽ có tư cách đi vào vòng sau vừa có hiệu lệnh tất cả mọi người đều tranh thủ đi chỉ còn lại lý nhiên và tiêu thanh ca những kẻ này vội vàng thật chỉ có tám người có thể tiến vào vòng sau thôi sau thí luyện này đơn giản và thô bạo thật ta thích nhưng mà trước tiên phải nhận giải thưởng của hệ thống cái đã phần thưởng lần này sẽ là hòm bảo vật siêu cấp u hú lại là hòm bảo vật siêu cấp chúc mừng ký chủ đã nhận được thần thông kim quang ngự lôi chú thần thông này có thể liên động cửu thiên thần lôi có đã kích mang tính hủy diệt với kẻ địch tu vi càng cao thần lôi được liên động càng mạnh cường giả sử dụng chiêu này uy thực có thể số sánh với thiên kiếp không tệ nhe nói vậy nếu muốn hủy diệt cả thành trì thì cũng chỉ trong một cái mím môi đi nào chúng ta bắt đầu đi giết thôi à ta quên mất ngươi là một phàm nhân ngươi liều mạng muốn vào bí cảnh đến cả vòng thí luyện đầu tiên cũng không hoàn thành cần gì phải như vậy tiền bối có thể đưa ta tới đây đã là tận nghĩa rồi vậy thì thực hiện ước định của chúng ta tiên duyên chuyển rời trong phút chốc tiền bối đừng vì ta mà lãng phí thời gian mau chóng đi giết yêu thú đi chúc người nhận được truyền thừa xem ra trên người nhóc con này có bí mật lớn hình như cũng không liên quan đến ta chỉ có điều trong thời gian tiếp xúc tính cách của cô ta cũng không tồi được ta đi đây đến lúc đó đừng trách ta không bảo vệ ngươi nói xong thì lý nhiên rời đi tên này cũng thật sức khoát ta nhất định phải tìm được quả sinh linh đây là cơ hội duy nhất của ta đương nhiên là ta phải còn sống chuyển cảnh lý nhiên đang đi thì bỗng có cảm giác lạ xảy ra chuyện gì thế này sao cứ có cảm giác có thứ gì đang nhìn chằm chằm vào mình quả thực là quá yên tĩnh rồi yêu thú chạy đi đâu hết rồi ánh nắng mặt trời chiếu xuống không có chút cảm ấm áp nào ô không có vấn đề hình như là yêu thú xuất hiện bắt được ngươi rồi lại trượt sao nhìn giống như cây gì thế này thích giả làm động vật đúng không nạp mạng cho ta đi yêu thú có yêu cốt thụ yêu chắc là linh tủy xem ra đây chính là linh tủy của ngươi rồi cảm ơn nhé chẳng trách ở đây không có yêu thú hóa ra cây này bản thân cũng là yêu nhưng nói thế thì ở đây có nhiều cây như vậy sao chỉ có một gốc thành yên chứ không đúng số lượng thụ yêu nhiều quá cây nào cũng thực lực hàng chục cơ cảnh dễ cây càng không ngừng cung cấp sức mạnh cho chúng cơ duyên quả nhiên đều kèm theo sát cơ lần này rắc rối rồi bí pháp u la điện linh áp bí ấn chết nè chết nè số lượng yêu cốt này tuyệt đối đủ thăng cấp qua vòng rồi nhỉ còn về bên tiêu thanh ca lúc này mình phải đi tìm sinh linh quả trước khi bị loại chỉ cần sinh linh quả giúp ta xây lại linh căn liền có thể có được tu vi và thiên phú mãi lo nghĩ mà tống thanh tùng đến lúc nào không hay lý nhiên sao có thể để ngươi ở đây một mình vậy ngươi là phàm nhân không sợ bị yêu thú ăn mất sao này ta đang nói chuyện với ngươi không nghe thấy sao là tiếng của tống sư huynh không thể để hắn nhận ra ta ta phải nhanh chóng rời khỏi đây lý nhiên ngông cuồng đã thôi đi ngay cả phàm nhân như ngươi cũng dám lờ ta xem ta làm gì ngươi không kêu tiếng nào cũng cứng đầu lắm nhỉ lén la lén lút không lộ mặt ta lại muốn xem thử ngươi rốt cuộc là ai lâu không gặp tống sư huynh tiêu thanh ca sao ngươi lại ở đây là ai nói cho ngươi biết bí cảnh này đây là chuyện của ta không cần báo cáo với ngươi nhỉ ta biết rồi ngươi muốn qua bí cảnh này để lấy được thiên phú trở lại con đường tu tiên hứ không biết tự lượng sức phàm thai tục thể còn con cũng muốn tranh giành tiên duyên với ta nếu đã như vậy thì chúc tống huynh may mắn cáo tử ta để ngươi đi rồi sao ngươi có ý gì tiêu thanh ca hơi lo lắng mặc dù ngươi đã bị tông môn trục xuất nhưng vẫn là đóng dấu thần đạo tông ta bây giờ lại cấu kết với yêu nhân ma giáo nếu truyền ra ngoài chính là nỗi nhục của tông môn hôm nay ta sẽ diệt trừ vết nhơ này ngươi muốn giết ta sao ngươi không sợ lý nhiên à với lại ta với ngươi cũng không có oán thủ gì nếu như hắn để ý đến ngươi sao lại bỏ ngươi một mình ở đây đợi sau khi ta giết ngươi xong rồi đem cho yêu thú ăn đến lúc đó ai ma biết là do ta làm chứ nếu muốn trách thì trách lý nhiên đi ai cho hắn ngông cuồng như vậy chứ? Đoán lấy, lý nhiên, tạm biệt, Tiêu Thanh ca không còn hy vọng nên đành buông xuôi. Sao? Sao lại? Kén U Quang là phù chú của Lý Nhiên bảy trí sao? Không ổn rồi, phải tìm cách giết cô ta diệt khẩu, nếu không hắn ta nhất định sẽ tìm ta tính sổ. Sức chịu đựng của linh lực phù chú có hạn, tuyệt đối không thể ngăn một kiếm toàn lực của ta. Vừa hai lúc này Lý Nhiên xuất hiện ứng cứu, Tống Thanh Tùng bị đánh bất ngờ nên lên tiếng, "Là kẻ nào?" Lý Nhiên đáp trả, ngươi đến bí cảnh là để nộp mạng sao tiêu thanh ca tỏ vẻ sợ hãi xin lỗi lại làm phiền tiền bối rồi hóa ra hắn không vứt ta lại mà luôn bảo vệ ta loại cảm giác được người khác quan tâm này thật tốt ngươi phiền ta còn ít sao vì để tu tiên đến cả mạng cũng không cần chịu thua ngươi luôn còn ngươi đến cả người của ta mà ngươi cũng dám động vào nói xem ngươi muốn chết như thế nào tống thanh tùng hơi bị choáng thầm nghĩ vừa nãy sơ xuất lý nhiên sao có thể không phòng bị chứ Mặc dù ta cũng là kim đan hậu kỳ, nhưng là hiện tại đã sắp 40 tuổi rồi. Khoảng cách quá lớn so với Lý Nhiên 18 tuổi. Lý Nhiên, nếu ngươi ra tay với ta, ta khuyên ngươi nên suy xét kỹ. Bây giờ chỉ là thí luyện vòng đầu. Sau đấy khẳng định sẽ có vòng khổ hơn, chúng ta lưỡng bại câu thương như này hả? Không phải là để cho kẻ khác được lợi sao? Hắn nói không sai, tiền bối đừng vì nhỏ mất lớn, làm lỡ chính sự. Ngươi nói cũng có lý, nhưng ta có một câu hỏi nhỏ. Ngươi dựa vào đâu mà có thể nói lưỡng bại câu thương với ta? Dứt lời, lý nhiên liền ra tay ôi nhanh quá nguy hiểm quá cũng may là mình đã dùng đạo pháp kịp thời nếu không kết quả sẽ không tưởng tượng được lý nhiên ngươi dám động vào ta ông đây sớm đã thấy ngươi phiền rồi tống thanh tùng sợ hãi hộ thể huyền quang của ta bây giờ phải mau chóng chạy mất muốn chạy ư huyết độn linh áp bí ấn ta là đích truyền thần đạo cung ngươi không thể động vào ta nếu không trưởng môn bọn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi ngươi dọa ai thế ngươi quên là ta cũng có trưởng môn à trưởng môn ma môn lãnh vô yên cô ta là một siêu cấp ma đầu với lại còn vô cùng bao che từ đệ tử tới sư phụ không một ai dễ chọc không phải ngươi muốn lưỡng bại câu thương với ta sao thì ra chỉ có như vậy tống thanh tùng sợ hãi nếu ông trời cho ta một cơ hội ta tuyệt đối sẽ tránh xa lý nhiên hai vị dừng lại ở đây thôi nhà tiên tử ma đầu muốn giết ta chúng ta đều là chính đạo ngươi phải giúp ta bây giờ mới chỉ vòng một không phải là lúc để liều mạng chi bằng giữ sức đợi đến lúc truyền thừa cuối cùng xuất hiện tất nhiên sẽ có một trận ác chiến nhạc kiếm ly muốn ngăn cản hai người lý nhiên hỏi các ngươi cùng một hội cô đáp ta không quen hắn vậy ngươi ra mặt làm gì bọn ta ai sống ai chết ngươi cứ mặc kệ làm ngư ông đắc lợi không phải được rồi sao vốn ta cũng định vậy nhưng hắn không đủ để ngươi tung ra át chủ bài ngươi rất mạnh mạnh đến nổi ta không có tự tin để đối mặt nên tạm thời ta không mong hắn chết lý nhiên nghĩ thầm cô nương này chắc rất mạnh nội dung thí luyện lần sau không rõ ràng nếu bây giờ mình có thể lấy một địch với hai thì thật sự có thể để lộ thực lực. Ngươi nói nghe cũng có đạo lý, vậy thì để cho hắn có một cơ hội sống đi. Quyết định sáng suốt, nhạc kiếm ly thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Tống Thanh Tùng định rời đi nhưng bị Lý Nhiên nhắc nhở. Ta nói không giết ngươi, nhưng ta đã cho ngươi đi rồi sao? Đánh huynh đệ của ta xong, lại còn muốn đi? Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy? Tống Thanh Tùng liền nghi hoặc. Huynh đệ, ta tin ngươi mới lạ, đây rõ ràng là tình nhân của ngươi. Thế vậy ngươi muốn thế nào? bỏ lại tất cả yêu cốt của ngươi vừa giết ngươi nói cái gì không được như vậy không phải là để ta bị loại rồi sao nhạc kiếm ly cũng nghĩ thầm lý nhiên này thật đáng sợ nếu để tống thanh tùng bị loại trong lúc này thì không được lý nhiên nghiêm mặt ta không phải đang thương lượng với ngươi ngươi thật sự cho rằng có tiểu cô nương này chống lưng ta thật sự không dám giết ngươi nhạc kiếm ly nghe nói thế thì cũng tức tiểu cô nương sao ta là thiên tài đứng thứ ba trong làng thiên kiêu mà hắn dám gọi ta như vậy à nhưng thực lực của ma đầu này ta không biết rõ hiện tại không dám khinh suất nên liền bảo tống thanh tùng cho hắn đi thí luyện còn chưa kết thúc bây giờ ngươi toàn lực đi săn giết vào trong số 8 người đứng đầu không khó vẫn tốt hơn là chết bây giờ a à, tất cả yêu cốt đều ở đây đi không tiễn tiêu thanh ca cảm ơn lần này ngươi lại cứu mạng ta phần ân tình này cho dù thịt nát xương tan cũng phải báo chuyện nhỏ không cần xén sửa như vậy lần này ngươi động sát tâm tới tống thanh tùng lỡ như bị hắn đâm một đao vào sau lưng thì sao ai nói với người ta động sát tâm vừa mới bắt đầu ta đã biết nhạc kiếm ly đứng ở bên cạnh cô ta muốn xem con bài của ta mà ta thì lại muốn thăm dò xem thái độ của cô ta tống thanh tùng chỉ là công cụ hả à, công cụ sao nói chính xác hơn là cái cân bí cảnh lần này bốn phía đều nguy hiểm suy nghĩ của ta và nhạc kiếm ly giống nhau thí luyện hiện tại dựa vào bản lĩnh mỗi người đến truyền thừa cuối cùng sẽ gặp phải chứng ngại thật sự nhưng lỡ như bọn họ liên thủ đối phó với người thì sao tiêu thanh đang lo liên thủ Truyền thừa cuối cùng chỉ có thể thuộc về một người là ta hoặc Nhạc Kiếm Ly, nhưng tuyệt đối không phải là Tống Thanh Tùng, một phàm nhân như ngươi đoán mò cái gì. Người ta hy vọng ngươi có thể nhận được tiên duyên mà. Tiên duyên gì đó, thật ra ta không quan tâm, nhưng mà ngươi có đồ muốn lấy sao? Nghe tới đây, bỗng nhiên Tiêu Thanh Ca chợt nhớ ra. Toi rồi, sinh linh quả làm sao đây? Sợ là không kịp nữa rồi. Nếu không lấy được trước khi vào vòng thí luyện thứ hai thì ta không còn cơ hội nữa. Ai nói không còn cơ hội, cầm đi theo quy định của bí cảnh chỉ cần người có chiếc nhẫn này trong tay thì liên tính là chiến lợi phẩm của bản thân với số lượng mà tống thanh tùng thu thập thừa sức để vào vòng tiếp theo lý nhiên ngươi đối tốt với ta như vậy ta rốt cuộc nên báo đáp thế nào kết quả thí luyện vòng đầu tiên 8 người thăng cấp một người chết một người bị loại một người chết ư yêu thú ở đây không quá trúc cơ bí cảnh lần này là hoàn toàn thăm dò độ nông sâu của thiên kiêu tông môn trừ phi có người ra tay giết chết lý nhiên nghi ngờ tống thanh tùng hình như bị thương Xem ra hắn chính là hung thủ, tên này quả là đủ ác. Và lúc này nhạc kiếm ly cũng đang để ý tới thái độ của lý nhiên. Xem ra hắn cũng phát giác ra chuyện tốt của tống thanh tùng. Ngày thí luyện thứ hai bắt đầu, vòng thứ hai chính là hái dược liệu ở trong dược sơn này, giới hạn một tiếng. Dựa theo phẩm giá và chất lượng của dược liệu mỗi người hái được, chọn ra sáu người bước vào thí luyện cuối cùng. Những lời bàn luận, trời ạ, à, linh khí nồng đậm quá, hiệu quả còn tốt hơn cả tụ linh trận. Ở đây đầy áp tiên thảo phẩm giá cao gấp đôi vừa nãy thí luyện bắt đầu lý nhiên nói kỹ năng sống cũng giống như hái thuốc cần biết phân biệt độ quý của dược phẩm cách hái cũng rất quan trọng nếu như cách hái không đúng sẽ hủy đi dược tính mất đi tiên khí lý nhiên suy tính cách hái ta không dành nhưng cướp bốc la nghề tay trái của ta rồi lúc sau có thể cướp của người khác còn tống thanh tùng thì kiêu ngạo các ngươi cứ chậm chậm lấy ta đi hái một bó rau ta đã thuộc đan kinh thảo dược kinh và cách ngắt hái không ai có thể hiểu rõ dược liệu hơn ta ở tay trái này là Bạch Đằng nghìn năm, nhưng có thể chế luyện ngưng thần tịnh khí, tiên dược tịnh hồn đan để tẩy thần hồn. Bên tay phải là Cực Dương thảo, người không biết không phát hiện ra. Vòng này ta có thể nắm vững vị trí thăng cấp rồi, còn có thể lấy được nhiều bảo vật đến thế. Kẻ nào? Lý Nhiên ngươi không yên ổn hái thuốc, tìm ta làm gì? Hái thuốc không phải sở trường của ta, ta là đến để cướp. Ngươi, ngươi không được như thế, đây là vi phạm quy tắc, ta dựa vào thực lực để hái thuốc. Hái thuốc ta không biết, đánh nhau ngươi cũng không biết nhưng ta cũng không phải là người không nói lý ta cho ngươi hai lựa chọn một là ngươi tự động giao nộp hai là bị ta đánh một trận đến khi ngươi chủ động giao cho ta ngươi khách khí quá hãy thu nạp đi đợi lý nhiên bỏ đi thì tống thanh tùng liền phun trào sự tức giận đáng ghét ức hiếp người thật thà phải không ăn trên đầu trên cổ ta biết ta là ai không đích truyền đệ tử thần đạo cung cường giả kim đan kỳ tống thanh tùng siêu cấp thiên tài đợi ra khỏi đây ta nhất định để ngươi phải trả giá thôi bỏ đi bây giờ cũng chưa phải là lúc cũng may chỉ mới qua một tuần hương ta còn đủ thời gian minh thần hoa đồ tốt giá cả gần với bạch đằng nghìn năm lại là tà vụ thảo vật tà tính như vậy thật là hiếm có có thể dùng để chế độc dược còn có hắn tuyết liên hơi rồi hơi rồi tưởng vậy có thể ngăn ta vào vòng trong sau đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà lý nhiên lại xuất hiện ta đến thu thuốc đây hà đại ca ngươi không thể nhổ lông chỉ nhổ mỗi một con cừu được ngươi ít nhiều cũng phải cướp kẻ khác đi chứ bởi vì ngươi là người biết cách hái nhất tạo nghiệp mà ôi tức chết đi được đánh không lại hắn không lẽ ta còn không đánh lại người khác nữa sao ta cũng đi cướp của kẻ khác đây chuyển cảnh lý nhiên đang nghi ngờ tiêu thanh ca ngươi chắc không phải là người phàm nhỉ người phàm sẽ không biết bí cảnh và sinh linh quả còn ngươi thì biết quá nhiều xin lỗi có những chuyện ta thật sự phải giấu ngươi không cần xin lỗi ai cũng có bí mật bí mật của ta muốn nói ra cũng dọa chết ngươi tiêu thanh ca thầm nói nhưng bí mật của ta có liên quan đến ngươi ta đứng trước mặt ngươi lại tỏ ra không quen biết ngươi cái đó xin hỏi ngươi đã có người mình thích chưa tiêu thanh ca bỗng đổi chủ đề ó có thể đây chính là duyên phận ngươi có người thích vậy cô ta là người như thế nào khá phức tạp người khác không dám tiếp cận cô ấy nhưng ta biết cô ấy không giống như người khác nói cô ấy là người vừa dịu dàng vừa dễ thương tuyệt vời như một kho báu nhưng ta nhớ u la điện có lệnh cấm yêu đương không cho phép các đệ tử yêu đương, ngươi không sợ bị trưởng môn trừng phạt sao? Đương nhiên không sợ, thân phận của bọn ta trên lệch rất lớn, ở bên nhau khẳng định phải đối mặt với nhiều lời đồn thổi, nhưng ta không quan tâm những thứ này, ta sẽ cố gắng trở nên cường hãn để bảo vệ cô ấy. Lý Nhiên thầm nói, bạn gái ta chính là trưởng môn, ta sợ cái gắm. Tốt thật, vậy chúc các ngươi hạnh phúc, các ngươi quen nhau từ lúc nào? Khoảng tầm lúc ta 8 tuổi. 8 tuổi ư? Tiêu Thanh Ca hốt hoảng. Ừm, lần đầu gặp cô ấy tuổi còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, gần đây mới hiểu được lòng mình. Lần này xuống núi chính là muốn giải quyết một số việc trong nhà, như vậy sau này có thể ở bên nhau rồi. Đợi từ hôn xong, ta có thể yên tâm yêu đương cùng trưởng môn rồi. Lý Nhiên vui thầm, lúc này Tiêu Thanh Ca lại đang suy nghĩ những lời Lý Nhiên vừa nói. Quen biết lúc 8 tuổi, người khác không dám tiếp cận cô ấy. Thân phận của bọn ta trên lệch rất lớn, ở bên nhau khẳng định sẽ phải đối mặt với nhiều lời đồn thổi. Lần này xuống núi chính là giải quyết một số việc trong nhà, như vậy sau này có thể ở bên nhau thì ra lý nhiên vẫn chưa quên ta hắn vẫn luôn thích ta nghĩ xong cô liền ôm trầm lấy lý nhiên này ngươi nghe ta nói cảm động đến thế sao lý nhiên là ta thật ra ta chính là tiêu hự chưa dứt lời đã bị lý nhiên bịt miệng đừng lên tiếng có người tới là nhạc kiếm ly xem ra cô ta lại có thêm thu hoạch rồi chuyển cảnh nhạc kiếm ly lúc này chính là chỗ này theo chỉ dẫn của bàn vạn tượng chỗ này khẳng định có bảo vật gốc cây này hình như đã chết khô ý đây là sinh linh quả ư sinh linh quả bình thường là độc dược đối với tu hành giả nhưng lúc bị thương cận kề cái chết thì chính là cái mạng thứ hai đang định hái thì đột nhiên có thứ gì xuất hiện là kẻ nào quả này ta nhìn chúng rồi cô đi đi lại là lý nhiên tiêu thanh ca nói thầm đây chính là sinh linh quả rồi có được nó mình mới có thể hồi phục tu vi thì mới có dũng cảm ở bên lý nhiên chúng ta đã nói rõ rồi thí luyện phía trước sẽ dựa vào bản lĩnh của mỗi người ngươi quên rồi sao không sai chính là dựa vào bản lĩnh của bản thân Hai thuốc là bản lĩnh của ngươi thế nhưng cướp bốc mới là bản lĩnh của ta có vấn đề gì không nhạc kiếm ly đã không kiềm chế được nữa rất tốt nếu vậy thì xuống tay là thực tế nhất vậy ngươi cần phải cẩn thận ta thấy ngươi da thịt non mềm đừng để căn ngăn thương của ta đánh đến mức khóc lớn vì hạ lưu quả nhiên là yêu nhân yêu cáo vô sỉ cùng cực ăn một kiếm của ta đi cho vặt cô có phải hiểu lầm gì không nhạc kiếm ly ra tay dứt khoát bạo vũ tướng trí tà ma nhân diệt chiêu bạo vũ tướng trí này của ta phong ấn cả không gian ngoại trừ người thoát được khỏi phạm vi công kích nếu không chỉ có thể nhận đòn trực diện trong cùng cảnh giới không ai có thể đỡ được chiêu này của ta lý nhiên phản đòn uy lực cũng không tồi bồn lôi nhạc kiếm ly ngạc nhiên không thể nào không được phải nhanh chóng thu lại toàn bộ linh kiếm thương ý này lại còn thanh thuần hơn cả kiếm ý của mình ta đã nói với ngươi rồi can ngân thương của ta rất lợi hại còn tiếp nữa không phân cao thấp hay là phân sống chết đừng nhiều lời Tiếp tục đi, phân cao thấp cũng là phân sống chết thôi." Lý Nhiên lại bảo, "Nếu như vậy, thôi thì bỏ đi. Sao, ngươi sợ rồi à?" "Không phải vậy, chỉ là ta sợ ngươi không tiện cho lắm." Vừa nói Lý Nhiên vừa nhìn vào ngực của Nhạc Kiếm Ly, khi thấy áo da bị rách. "A, à, ngươi, ngươi, ngươi nhìn đi đâu vậy hả? Không được nhìn." "Được được được." Vì thấy xấu hổ nên Nhạc Kiếm Ly đã bỏ chạy mà không quên nói vọng lại, "Tạm thời bỏ qua cho ngươi, sau này ta sẽ lại giết ngươi." "Trăng quá, chỉ là hơi nhỏ." ăn nhiều nhiều vô một chút. Chiêu bạo vũ kiếm vừa nãy, khẳng định là con bài mạnh nhất của cô ta. Kiếm đó cũng có chút tiền đồ, phẩm tượng tuyệt đối không kém hơn văn linh thương. Ấy trời, tôn thanh thanh đâu, hồi nãy đánh hang quá nên quên mất cô ta. Không phải bị kiếm bay loạn đánh chúng chứ. Tôn thanh thanh, tôn thanh thanh, cô đâu rồi? Tôi ở đây nè, lúc nãy thấy hai người đánh nhau, nên tôi đã lập tức nấp ra sau cây sinh linh quả. Tôi nghĩ nhạc kiếm ly sẽ tránh, đánh phải cây này trong vô thức. Vừa nãy cô nói, đây là cây sinh linh quả theo ghi chép trong tiên tài sinh linh quả mang linh cơ lại mọc trên một cây khô có sinh tử tương thông có ý như là khổ tận cam lai trong phạm vi 100m quanh cây không mọc được ngọn cây nào bởi vì tất cả sinh cơ đều bị nó cướp mất ngươi biết nhiều nhỉ vậy thứ này hái như thế nào không có thủ pháp nào cả nhanh sinh linh quả thuộc tính là trí dương chỉ có người con gái sạch sẽ còn trinh nguyên hái mới không làm mất công hiệu của nó yêu cầu biến thái vậy sao rồi ngươi có làm được không không được thì ta bắt nhạc kiếm ly về hái cho cô. Lý Nhiên Thầm nói, nhạc kiếm ly cô ta vừa nhìn đã biết không có hứng thú với đàn ông, chắc chắn là còn nguyên vẹn. Ta, ta đương nhiên được, ta không phải là hạng con gái tùy tiện. Vậy thì mời ngươi bắt đầu màn bi sáu ểu diễn của mình. Đây là thứ ta đã mạo hiểm cả tính mạng để tìm kiếm, cũng là thứ mấu chốt cho việc ta có thể khôi phục lại thiên phú và tiếp tục tu tiên không. Có lẽ, bất ngờ khi Tiêu Thanh Ca lại đưa cho Lý Nhiên, cho ngươi, linh quả này không phải của ta mà là của ngươi. Nếu không có ngươi chắc chắn ta sẽ không đi đến đây được không có ta ngươi cũng có cách để lấy nó lý nhiên hơi ngạc nhiên ngươi liều mạng để có nó sao giờ không cần rồi nếu tính là của ta thì ta tặng cho ngươi không được à truyền thừa cuối cùng sắp bắt đầu không tránh được một màn ác chiến mặc dù ngươi rất mạnh nhưng dù gì cũng là truyền thừa của cố đế không thể xem thường tống thanh tùng âm hiểm giả hoạt nhạc kiếm ly là cường giả hàng đầu lỡ như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sinh linh quả sẽ là cọng cỏ cứu mạng trong lúc then chốt đợi đã thế ngươi phải làm sao bất chợt tiêu thanh ca ôm lấy lý nhiên chỉ cần ngươi còn sống những điều ta làm mới có ý nghĩa nếu ngươi có thể thuận lợi ra khỏi bí cảnh vẫn còn chưa dùng đến quả này thì đến vô ương thành tìm ta ta sẽ luôn đợi ngươi kết thúc vòng thứ hai sáu người thăng cấp phải hai người bị loại tiêu thanh ca là người phải ra về ta đi đây nguo nhất định phải cẩn thận ta sẽ luôn đợi ngươi biết rồi ngươi vẫn nên tự lo cho bản thân đi bất ngờ lý nhiên lại đánh một trưởng vào người đi quy một cùng tiêu thanh ca á đại đại ca chúng ta có ân oán gì ta cũng đã bị loại rồi sao còn đánh ta xin lỗi nhé ta cũng chỉ phòng trừ cho tương lai mặc dù cô ta là người phàm nhưng đi cùng với tu hành giả vẫn nguy hiểm chỉ có thể phong ấn toàn bộ tu vi của người này cô ta mới có thể an toàn rời khỏi đây ta dán đầy phù chú trên người của cô ta phun hết cỡ các loại thuộc tính đi ra khỏi vạn đại sơn tuyệt đối không thành vấn đề chuyển cảnh lâu gác trong không trung bí cảnh này tồn tại hơn nghìn năm muốn duy trì trạng thái này phải vĩ đại cỡ nào chứ đây tuyệt đối là truyền thừa của cổ đế vòng thí luyện thứ ba leo bậc thang nhiệm vụ đi lên bậc thang trước mặt ba người đi lên đến đỉnh đầu tiên sẽ được thăng cấp trực tiếp tiến vào vòng thí luyện cuối cùng nhạc kiếm ly hơi ngạc nhiên hai vòng trước chúng ta đánh đến sứt đầu mẻ chán vòng này lại đơn giản đến vậy à lý nhân liền bảo không đúng nhất định là có thủ đoạn vòng đầu tiên là kiểm tra thực lực cá nhân vòng thứ hai kiểm tra nhân lực và kinh nghiệm không lẽ mục đích của vòng thí luyện này chính là cần sáu người tranh đấu người có thể đi lên đến đỉnh không phải là người chạy nhanh nhất mà là người có thực lực mạnh nhất vòng thí luyện cuối cùng đó lẽ nào là ba người chém giết chỉ có một người sống tiên địa bất nhân tiên lộ vô tình con đường tu tiên vốn là do xương cốt xếp mà thành bắt đầu thí luyện một đám nhảy danh nhạc kiếm ly ra vẻ khinh thường mọi người bắt đầu xông lên lý nhiên cảm nhận có luồng áp lực truyền đến từ bậc thang càng lên cao áp lực càng mạnh căn bản không thể dồn toàn lực chạy lên thì ra là như vậy cầu thang này có nghìn bậc đợi đến bậc cuối cùng áp lực chắc chắn vô cùng đáng sợ bây giờ nhanh thì có tác dụng gì có thể đi đến cuối cùng mới là người thắng vì muốn chiến thắng bọn họ không ngừng bày cho hãm hại nhau tống thanh tùng tên thiếu đạo đức nhà ngươi sao lại đánh lén ta ngươi đi chậm quá về nghỉ ngơi sớm đi tống thanh tùng thân là chính đạo ngươi lại có thể ra tay độc ác như thế quả mất mặt thần đạo cung bọn ta tôn sư ngươi một tiếng tống sư huynh ngươi lại làm như vậy không sợ sau khi ra đây bọn ta sẽ tố cáo ngươi sau đừng giả vờ nữa tiên duyên ở ngay trước mắt ai mà không muốn chứ rơi xuống cũng không chết chỉ là bị đá ra khỏi bí cảnh thôi chỉ có loại bỏ người khác bản thân mới có cơ hội một lúc sau tên họ lưu kia ta xem ngươi như huynh đệ mà ngươi lại đánh lén ta có bản lĩnh thì đánh nhau đi ai mà đụng vào ngươi có gì thì đánh nhau mẹ kiếp kẻ nào vứt vỏ chuối thế đợi ông đây ra ngoài sẽ không tha cho ngươi lý nhiên bất ngờ đi lên tránh ra một chút xin mời đi trước lý nhiên ngao ngán đây có phải là thứ gọi là chính đạo không vì tranh giành vị trí cuối cùng có thể không biết xấu hổ như vậy bây giờ mình đã hiểu tại sao lãnh vô yên thả làm ma đầu một thời gian sau đó, bậc thang áp chót, Lý Nhiên lúc này hơi bị khó khăn, áp lực mạnh quá, lĩnh lực của ta sắp vận chuyển đến cực hạn rồi, nhạc kiếm ly cũng đã thấm mệt. Không hổ là truyền thừa của đại đế, bậc thang này đã được ban đạo tắc, tu vi càng mạnh sẽ nhận được áp lực càng lớn, cho dù đã qua hàng ngàn năm, đạo tắc này vẫn mạnh mẽ. Bậc cuối cùng này sợ là không lên nổi. Lý Nhiên bỗng hỏi, "Ngươi không cảm thấy độ khó của cửa này quá lớn à?" "Ý của ngươi là gì? Mục đích của thí luyện này hoàn toàn không phải để xem ai có thể leo lên đỉnh." mà là để chúng ta phải quỳ dưới chân hắn, để hắn thể hiện sức mạnh và sự uy nghiêm. Giống với hai cửa trước, không cần lên tới đỉnh, ba người xếp cao nhất chắc chắn sẽ thăng cấp. Thì ra là như vậy. Nghe đến đây, Lý Nhiên dường như đã tức giận. Hình như ngươi rất vui vẻ, bị nắm đầu như súc sinh, quỳ dạp dưới cung điện nhảm nhí trước mặt này, lẽ nào ngươi không thấy bị sỉ nhục sao? Đây là đạo tắc cổ để bày trí, có quỳ lại cũng là đương nhiên. Đương nhiên vớ vẩn. Nhạc Kiếm Ly đang suy tính, độ khó của vòng này cao như vậy vậy nếu thử thách cuối cùng lý nhiên không ở sẽ đáng sợ đến mức nào không thể để hắn đi được đừng kích động mục đích của chúng ta là bước vào vòng thí luyện cuối cùng không cần phải hại bản thân để tỏ ra mạnh mẽ để chúng ta đau khổ quỳ lại ở đây hắn lại ngồi ở trên cao nhìn chúng ta như một lũ kiến ông đây phải tự mình vào trong cung điện đến trước mặt hắn nhìn cho kỹ xem hắn có thật sự là có ba đầu sáu tay hay không lý nhiên đã nóng lên cực điểm nên liền vận công đoạt thiên công đột nhiên tất cả đạo tắc đã hấp thụ vào người lý nhiên nhạc kiếm ly cũng hơi bất ngờ uy lực trên người mình biến mất rồi xem ra bây giờ tất cả đạo tắc đã đè lên người lý nhiên muốn ngăn cản hắn đi lý nhiên quả nói không sai vòng thí luyện này là vì muốn bọn ta quy phục lý nhiên lúc này cũng đang ra sức để chiến đấu đoạt thiên cơ phạt thiên đạo lấy pháp của ta thay vạn pháp lấy ý của ta thay ý trời đạo tâm ta vững chắc tâm như bàn thạch ngươi có thể làm gì để ta quy phục không ổn rồi linh lực của ta sắp cạn kiệt sắp bị rơi xuống dưới rồi phía dưới bọn người tống thanh tùng thấy thế liền cười ha ha ngươi không phải rất lợi hại sao đang bị tranh vinh thì nhạc kiếm ly đã chạy lại đỡ lấy lý nhiên trên người giờ đã bị rách áo đứng vững đừng trở thành trò cười cho tên đó thế là hai người cuối cùng cũng lên được đến đỉnh nhạc kiếm ly thầm nói thật là một người kỳ quái đã nói người trong ma môn chỉ coi trọng lợi ích không từ bất cứ thủ đoạn nào hắn lại vì muốn bảo vệ tôn nghiêm của bản thân thà chống lại ý chí của đại đế loại hành vi như thiêu thân lao vào chỗ chết này thật sự không giống ma đạo nhưng hắn đã cướp tiên dược và chơi chọc ta cho dù hắn ta mạnh đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng hắn là một tên hạ lưu lý nhiên cũng đang nghĩ không ngờ đạo tắc này lại mạnh đến thế nếu không phải là đoạt thiên công cường hãn quỷ dị sợ là mình thật sự không thể lên đến mặc dù đoạt thiên công bình thường sẽ tự động vận hành và sửa chữa nhưng chỉ cần ta chủ động kích hoạt nó liền có thể hấp thụ vạn pháp đó là lý do vì sao vừa nãy cổ chú trên người mình có thể hấp thu tất cả thần lôi liệt hỏa mà đạo tắc triệu hồi chỉ là công kích của đối phương càng mạnh linh lực của mình tiêu hao càng nhanh mẹ kiếp lần này thxat sự không còn một thứ gì không phải là ngươi muốn nghịch thiên chất vấn tiên đế à sao bây giờ không trụ nổi rồi vậy cũng tốt hơn là dạp xuống đất như con chó ngươi nói ai là chó hả nhạc kiếm ly nổi giận ai đang nằm dưới đất thì người đó là chó tên khốn kiếp nhà ngươi có lương tâm không hả lúc nãy ta còn đỡ ngươi nếu không ngươi sớm đã rơi xuống rồi nói lương tâm với yêu nhân ma giáo có phải đầu ngươi có vấn đề rồi không ngươi được rồi vừa nãy ta đùa đấy chuyện lúc nãy cho ta cảm ơn xí ai cần ngươi cảm ơn lý nhiên lại nói Bây giờ là cơ hội duy nhất ngươi có thể giết ta, ngươi thật sự không ra tay sao? Ai nói ta không ra tay, ta sẽ ra tay lúc ngươi hồi phục lại linh lực, lấy mạng của ngươi bằng một kiếm. Ồ, thế thì chúc ngươi thành công, ngươi thật sự cho rằng ta không giết ngươi sao? Sí, thật vô vị. Nhạc kiếm ly thầm nghĩ, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn. Không phải hắn cũng đã từng nhìn thấy của mình rồi sao, ta tại sao không thể nhìn hắn lại chứ? Cơ bắp trên người hắn ẩn chứa sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, như đường nét rõ ràng uyển chuyển, không chút nặng nề, ngươi thấy sao, đẹp không? vì mải mê ngắm nhìn và suy nghĩ nên khi lý nhiên hỏi nhạc kiếm ly liền đáp lời nhưng khi nhận ra là mình đã lỡ lời cô thấy xấu hổ và liền biện minh phi 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 xấu chết đi được đúng là yêu nhân ma giáo không biết nhục là gì hai tốt quá ông đây thăng cấp rồi tống thanh tùng lúc này cũng đã lên được đỉnh khi thấy lý nhiên bị thương liền có âm mưu ma đầu này mạnh quá mạnh đến nổi khiến người khác tuyệt vọng có vẻ hắn đang hồi phục linh lực truyền thừa cuối cùng cũng có thể là của ta nếu để hắn bình phục ta nhất định sẽ bị loại bây giờ tu vi của hắn bị phế một nửa và giờ là cơ hội duy nhất của ta ngươi cút đi nhạc kiếm ly ngươi làm vậy là có ý gì ngươi nghe không hiểu à cần ta giải thích một chút cho ngươi không nếu nhân này không dễ chọc ý của ngươi là gì ngươi thân là chính đạo lẽ nào lại bảo vệ một ma đầu sau khi ngươi đi vào bí cảnh giết hại đồng bào cướp linh dược đánh lén người khác ở trên bậc thang cũng xứng với hai chữ chính đạo sao cho dù ngươi có coi thường ta truyền thừa này cũng chỉ có thể thuộc về một người nếu không loại bỏ lý nhiên chúng ta không ai có cơ hội không phải ngươi nghĩ ngươi loại bỏ được hắn thì ngươi liền có cơ hội chứ nếu thí luyện lần này chỉ giữ lại ba người thì chắc chắn phải có ý riêng gì trong trường hợp không biết nội dung thí luyện cuối cùng thì không thể loại bỏ hắn đợi sau khi kết thúc thí luyện ta nhất định sẽ tự tay giết hắn tống thanh tùng đang tự hỏi cứ cảm thấy có gì đó không đúng hai người này là kẻ thù hay là đôi uyên ương đang cãi nhau tại thiên cung quần áo mới khẩu khí không tệ thật sự xem bản thân là ngọc đế à cũng may linh khí ở đây dồi dào đối với đoạt thiên công thật sự là màu mỡ hồi phục linh lực một cách thần tốc nhạc kiếm ly hơi ngạc nhiên linh lực của hắn lại hồi phục nhanh như vậy còn không đến một tuần hương đúng là quái vật hắn sẽ không biết được chuyện vừa nãy đấy chứ tống thanh tùng đang lo lắng kết thúc vòng thứ ba ba người thăng cấp khởi động thí luyện cuối cùng khi đi vào trong hành lang này vừa dài vừa tối có cảm giác dường như đã đi rất lâu phía xa bên kia hình như có một tòa cung điện chắc chính là ở đó chuyện gì thế này không có vương tọa và cổ đế chỉ có một cỗ quan tài lẽ nào chỗ này không phải là tẩm cung của tiên đế mà là đế lăng lý nhiên đang nghĩ người trong quan tài này là tiên đế sao chôn mình trong lăng tẩm khó tránh quá khiêm tốn rồi tống thanh tùng ngươi đi mở nắp quan tài ra đi hả chỗ này là chỗ nào rồi mà ngươi còn quỷ dị ta không dám đi bây giờ nếu ngươi không đi mở nắp quan tài ra đi vậy thì ta sẽ mở thiên linh cái của ngươi ngươi tự mình chọn đi rồi rồi ta mở là được chứ gì nắp quan tài vừa mở thì là lúc vòng thí luyện bắt đầu quả nhiên chỉ có mở nắp quan tài mới có thể khởi động vòng thí luyện thí luyện một trừ yêu người tham gia là lý nhiên và nhạc kiếm ly thí luyện hai giết người người tham gia là tống thanh tùng thí luyện cuối cùng lại là hai nhiệm vụ khác nhau sau quả nhiên không ngoài dự đoán của ta lý nhiên có vẻ biết được điều này nhạc kiếm ly hình như cũng đoán được sẽ làm gì thứ trong quan tài này không phải là tiên đế mà là yêu ma nhiệm vụ của ta và ngươi là tiêu diệt yêu ma trong quan tài này lý nhiên lại phân tích tống thanh tùng động vào quan tài tự động trở thành một đội với yêu ma nhiệm vụ là giết chúng ta việc thăng hạng ba người trong vòng chơi cuối cùng hóa ra đều đã được sắp xếp sai rồi sao ta lại có thể cùng đội với yêu ma chưa nói hết câu đột nhiên có một bàn tay từ trong quan tài đưa ra nắm lấy tay của tống thanh tùng kéo vào trong quan tài luôn cái gì thế này không cứu a a a lý nhiên và nhạc kiếm ly chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì từ trong quan tài bước ra một yêu ma ta sẽ ăn các ngươi nhạc kiếm ly bỗng thét lên khuôn mặt đó là của tống thanh tùng nhưng hình như hắn đã mất đi ý thức thì phải Mình hổ mặt người là cự yêu đào một thời thượng cổ có vẻ ít nhất đã ngủ hơn nghìn năm đây chính là thí luyện cuối cùng không khỏi quá hoang đường rồi đồ xúc sinh mà thôi đi cứ vậy giết luôn là được rồi cùng xông lên lý nhiên nói thực lực của đào một này quả thật quá khủng bố không chỉ vô cùng khỏe còn có thể miễn dịch với đạo pháp mấu chốt là trên người còn tỏa ra khói đen ăn mòn linh lực mỗi lần đánh với nó linh lực trong cơ thể mất đi rất nhiều cộng thêm việc nuốt tống thanh tùng nó không chỉ có được tu vi kim đan kỳ còn có thể sử dụng đạo pháp của thần đạo cung nhạc kiếm ly cũng đang lo lắng không được nếu tiếp tục đánh như vậy thì chúng ta sẽ chết một cách từ từ cự khuyết nhất kiếm chảm cự khuyết nhất kiếm của ta không phải là chưa nói hết câu đã bị phản đòn không không thể nào được yêu ma này mạnh quá kim đan cảnh căn bản đối phó không nổi toi rồi tốc độ của nó mạnh quá không kịp tránh đúng lúc này lý nhiên đã kịp ứng cứu không sao chứ ta sẽ ăn các ngươi yêu ma giang hùng hãn ngươi cho rằng bản thân rất giỏi ư hôm nay ta không vặn đầu ngươi xuống ta không phải họ lý nhà kiếm ly thì lại dối bây giờ phải làm sao nó cường hãm như vậy huyết mạch lại có thể miễn dịch với đạo pháp rốt cuộc nên giết nó như thế nào yêu ma bình thường đều sợ thiên khiển vậy thì dùng sấm trẻ đôi nó ra sấm bây giờ là lúc nào rồi mà ngươi còn hy vọng ông trời có thể giúp ngươi xử lý nó cần gì đến ông trời khi bản thân ta đã là chuyên gia ngươi đứng đây đừng có động đậy ta lập tức đi giết con súc sinh đó. Hà, Ta đến đây. Tam giới thị vệ, ngũ đế tương anh. Vạn thần chiêu lễ, ngự sử lôi đình, quỷ yêu tăng đảm, tinh quái vong hình. Nội hữu phích lịch, lôi thần ẩn danh, kim quang ngự lôi chú, diệt tuyệt. Ngươi mau chết đi. Nhạc kiếm ly quá bất ngờ trước công lực của Lý Nhiên. Đây là cái gì? Uy lực thật biến thái, kết nối trời với đất, thiên lôi giám thế. Đây là năng lực của Kim Đan cảnh sao? Thần thông này của ngươi là gì? Đã từng nói với ngươi rồi, ta được gọi là tiểu lôi công, rất giỏi đánh sấm lúc này nhạc kiếm ly đang hoảng sợ nếu như hắn muốn giết mình sợ là mình đã sớm chết rồi mà mình lại còn muốn thắng hắn thật là buồn cười lý nhiên quay sang tống thanh tùng như vậy mà vẫn không chết ngươi cũng thật may mắn đấy ta là bị ép vừa nãy bị yêu ma không chế ý thức căn bản không biết gì mặc dù vừa nãy thần trí của mình vẫn minh mẫn còn chia sẻ linh lực với đào ngột nhưng bây giờ cơ thể trọng thương mất đi tu vi còn gì quan trọng hơn là giữ mạng tống thanh tùng gian xảo nói thầm vừa nãy ngoài bãi chống ngươi muốn giết ta phải không? ngươi hiểu lầm rồi. sao có thể? a, à, ta sao dám chủ động ra tay với ngươi? thế à, lúc trước ta có rất nhiều cơ hội loại bỏ ngươi, nhưng ngươi có biết vì sao ta giữ ngươi lại tới cuối không? tại, tại vì sao? bởi vì chỉ loại thì quá lời cho ngươi. phải vắt kiệt giá trị lợi dụng của ngươi trước, sau đó mới tiễn ngươi xuống suối vàng. ngươi không thể giết ta. ta là đích truyền đệ tử của thần đạo cung. sư tôn là hạo nguyệt tôn giả. giết ta thì ngươi sẽ không có kết cục tốt đẹp. lý nhiên, ngươi không thể giết hắn có phải ngươi đã nhìn chúng tống thanh tùng rồi không ba lần bảy lượt ra mặt cầu xin cho hắn ngươi nói bậy cái gì vậy sao ta có thể nhìn chúng tên quái vật này chứ không chừng có người lại thích cái loại rách nát như vậy phải không ta không thích hắn ta các ngươi không xem ta là người nếu đã ghét hắn vậy thì cần gì ngăn ta lại hắn là đệ tử đích truyền của thần đạo cung trói chặt với thần hồn ngọc bài một khi hắn chết thần đạo cung sẽ lập tức biết chuyện tiến vào bí cảnh chỉ có mình ngươi là ma môn ai là người giết hắn thì không còn gì để nghi ngờ nữa Tống Thanh Tùng đang suy tính, chỉ cần có thể sống tiếp, bị sỉ nhục vài câu cũng không là gì. Đợi đến khi ta trở lại tông môn, tung tin cho lý nhiên là hung thủ đã giết người mà lúc trước ta đã giết. Tiện thể tung luôn tin, hắn đã nhận được truyền thừa của tiên đế. He he, đạo tông chính đạo chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Còn về Nhạc Kiếm Ly, cho cô ta tội danh cấu kết với thánh tử Ma môn, hại chết huynh đệ trong chính đạo, tuyệt đối phải khiến cô ta nhận quả đắng. Mặc cho Tống Thanh Tùng suy tính, Lý Nhiên và Nhạc Kiếm Ly cũng đang mải mê nói chuyện. Lý Nhiên lại trêu đùa nên là ngươi đang quan tâm ta sao ai ai quan tâm ngươi vừa nãy ngươi đã cứu ta một mạng con ngươi của ta ân oán phân mình không ai nói với ngươi có lúc chồng ngươi cũng khá dễ thương à dễ dễ thương ta không dễ thương ngươi còn nói hư nói vượn thì ta giết ngươi không nhất định là ta sẽ giết ngươi còn về phần tống thanh tùng ngươi yên tâm chỉ cần ngươi tha cho ta ta bảo đảm tông môn sẽ không gây phiền phức cho ngươi lý nhiên cũng đáp lại người như ta đúng là rất sợ phiền hà cảm ơn thánh tử hạo nguyệt tôn giả có địa vị rất cao ngươi giết đệ tử của ông ta chuyện này không còn gì để thương lượng ai nói là ta giết hắn rõ ràng hắn chết trong tay của yêu ma đâu có liên quan gì đến ta ngươi không sợ ta bí mật nói ra chuyện này sao hay là ngươi muốn giết cả ta để diệt khẩu nếu ngươi dám bí mật báo cáo thì ta sẽ liền nói ra ngươi mặc nội y màu hồng lý nhiên rút kiếm đi ta quyết một trận sống chết với ngươi á à, mau bỏ ta ra vậy ngươi phải bảo đảm cây kiếm này không đâm chúng ta đang đồ tử cắn chết ngươi này ôi mợ nó ngươi tuổi chó à bảng hệ thống cũng thông báo thí luyện cuối cùng kết thúc mau bỏ ta ra để xem ta với ngươi tên ai sẽ xuất hiện chúc mừng hai người vượt qua thí luyện cuối cùng bỗng dưng có người xuất hiện và nói tiểu tử ngươi một đường tới đây vượt qua bao nhiêu khó khăn không phải là vì muốn nhận truyền thừa của bổn đế chứ bổn đế xin hỏi rốt cuộc ngươi là ai ha ha tiểu tử vô tri ta chính là tiên đế thượng cổ pháp hiệu phần thiên nhà kiếm ly há hốc mồm ngươi chính là phần thiên đại đế tung hoành một thời đây đúng là một nhân vật lớn chân chính nghe nói trong tay ông ta điều khiển hơn loại dị hỏa siêu cấp đại độc hơn cả một thời đại bí cảnh này vậy mà lại là truyền thừa của ông ta lý nhiên lại không tin tiên đế thời thượng cổ không phải đã biến mất rồi à sao ông vẫn còn ở đây bản thể của bổn đế sớm đã đi nơi khác chỉ giữ lại một tia ý chí trấn thủ bí cảnh này đợi người có duyên tới vậy thì tại sao cả hai bọn tôi đều thăng cấp rồi rốt cuộc truyền thừa này sẽ thuộc về ai cái này bởi vì các ngươi đều là người có duyên truyền thừa mỗi người một nửa yên tâm tu vi của bổn đế thâm hậu cho dù chỉ là một nửa cũng có thể giúp các ngươi đăng tiên trường đế lý nhiên nghi hoặc mỗi người một nửa cứ cảm thấy chỗ nào không đúng thì phải quả nhiên là giả mà hệ thống lại hiện lên phát hành nhiệm vụ yêu ma xích hồ giả dạng thành phần thiên với ý đồ muốn cướp lấy cơ thể người rời khỏi bí cảnh ký chủ hãy giết chết nó phần thiên tiếp tục nói tránh lãng phí thời gian hai người các ngươi ai nhận truyền thừa trước nhạc kiếm ly cũng đang nghi ngờ không đúng lắm trong khi lý nhiên lại xông lên ta nhận trước được vậy ngươi hãy thả lỏng mở cánh cửa trong lòng mình bổn đế sẽ mang truyền thừa này cho các ngươi nhân lúc yêu ma định ra tay thì đã bị lý nhiên phát hiện xích hồ đúng không ngươi thích giả dạng lắm nhỉ ngươi nói cái gì thế dáng ma quang minh quyền a a há còn bay đặt là phần thiên đế ngươi thật sự coi bọn ta là kẻ ngốc à bỏ ta ra tha cho ta đi ta sẽ đem truyền thừa cuối cùng cho ngươi Dệt dệt đợi đã đây là cái gì xem ra xích hồ và đào ngột giống như nhau đều là yêu thú bị trấn áp ở đây xích hồ thầm nghĩ không dễ gì phong ấn mới nới lỏng để trốn ra ngoài muốn mạo danh phần thiên đế để đoạt xá trùng sinh không ngờ lại gặp hắn phải cầu xin hắn tha mạng mới được cầu xin ngươi tha cho ta một mạng ta sẽ đưa ngươi đi lấy tiên duyên chân chính ồn ào dứt lời lý nhiên đã một đao chém chết xích hổ nhận được thông báo hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng là hòng kho báu siêu cấp chúc mừng ký chủ nhận được thần thông phá mộng đồng năng lực siêu nhiên này có thể nhìn xuyên qua ảo ảnh nhìn thấy hư ảo không có gì có thể che giấu trước mặt nó ngoài ra có thể nhìn ra điểm yếu và sơ hở thứ tốt như này bằng việc tivi trắng đen biến thành màn hình 4 k lý nhiên hả à, đang mãi lo nhận phần thưởng bất ngờ nhạc kiếm ly kêu theo phản xạ xoay người qua thì ôi má ơi cái gì thế này còn có loại công dụng này nữa sao quá bất bình thường đấy nhưng vóc dáng của cô ta không tồi eo thon chân dài da trắng đến phát sáng ta đang nói chuyện với ngươi đấy ngươi ngơ ngác cái gì cô đừng lắc nữa ta không chịu được hả à, ngươi nói gì thế không có gì Lý Nhiên nói thầm trong lòng, sao tôi có thể nói cho cô biết là tôi đã nhìn thấy tất cả bên trong người của cô. Đây làm gì phải phá vọng đồng, đây rõ ràng là sắc lang chi nhãn mà. Nhà kiếm ly vẫn không hề biết mình bị nhìn lén, nên vẫn cứ theo hỏi chuyện Lý Nhiên, sao ngươi biết phần thiên đế đó là giả? Người có thể bố trí đạo tắc trên bậc thang thí luyện để chúng ta quy phục thì ông ta chắc chắn là một tên vô cùng bá khí ngạo mạn. Ông già này chỉ hận không thể lập tức đưa truyền thừa cho chúng ta, làm gì phải phong cách của tiên đế, đây rõ ràng là cái bẫy vậy tại sao ngươi biết được ông ta là xích hồ giả dạng bởi vì trên người của ông ta có mồ hôi của hồ ly ta tin ngươi mới lạ chỉ có điều xích hồ chết rồi sợ là cũng không ai biết tiên duyên ở đâu cả tiên duyên ở chỗ đó lý nhiên thấy một cái hộp liền nhật lên đây là cái gì nhạc kiếm ly thắc mắc hỏi ta cũng không biết đây là một quyển phần thiên quyết và một cái chìa khóa đây là công pháp thành danh của phần thiên đế phần thiên tu luyện nó đến cảnh giới cao nhất chỉ cần chỉ tay là được với lại bởi vì là công pháp của tiên đế nên không có bất kỳ sai sót nào cả đủ để khiến người ta tu luyện đến chính đế truyền thừa tiên đế không thể xem thường hai bảo vật quan trọng mỗi người lấy một nhạc kiếm ly cũng bất ngờ chẳng trách phải có hai người thăng cấp thì ra truyền thừa này mỗi người lấy một cái à ngươi muốn cái này ư lý nhiên hỏi nhạc kiếm ly còn đang lưỡng lự không có lý nhiên ta vốn đã chết cả vạn lần rồi ta căn bản không có tư cách để lấy không cái này thuộc về ngươi chưa kịp nói hết câu thì lý nhiên đã quan quyền công pháp vào tay nhạc kiếm ly ái gia Ngươi làm gì vậy hả? Đây là công pháp truyền thừa của Tiên Đế đó. Mỗi người một cái, công pháp thuộc về ngươi, chìa khóa là của ta. Dù gì ta cũng không có hứng với công pháp, còn nếu như ngươi cũng không muốn nó thì cứ cầm đi coi như giấy vệ sinh. Công pháp tiên đế gì chứ, còn phải khắc khổ tu luyện, đoạt thiên công ta 24 tiếng mở hách, không tốt hơn cái này à? Vậy thì ta cảm ơn. Không cần cảm ơn, ngươi đáng nhận được nó. Nhưng cái chìa khóa này là để làm gì? Cái quỷ gì vậy? Lý Nhiên cũng không biết lấy chìa khóa để làm gì luôn. Đột nhiên linh lực của mình đang trôi đi rất nhanh phần thiên quyết này quả nhiên diệu kỳ lý nhiên nhạc kiếm ly quay qua thì đã không thấy lý nhiên đâu nữa về phần ly nhiên đây là là dị hỏa dị hỏa được sinh ra từ sự thanh ánh của trời đất linh lực so với linh hỏa mà tu hành giả ngưng tụ lớn gấp vô số lần dị hỏa không chỉ có thể chế biến ra siêu phẩm đan dược còn có thể tăng cao sức chiến đấu dị hỏa kim sắc rực cháy như nước chảy đây chắc hẳn chính là phần thiên thánh diễm thì ra đây mới là dị chân chính chỉ là nếu thực lực không đủ mạnh để thu phục dị hỏa rất có thể sẽ táng mệnh ngay tại chỗ vậy thì mình dùng dáng ma quang minh quyền thử trước xem sao ô không sao đau quá nóng quá vậy dị hỏa này mạnh quá kinh mạch trong cơ thể mình đang bị thiêu đốt tiếp tục như vậy thì không được rồi mình buộc phải dùng toàn lực vận đoạt thiên công thôn nạp vạn pháp dị hỏa có thể đốt kinh mạch của ta đoạt thiên công liền có thể hồi phục một thời gian sau đó vù cuộc đọ sức này thật khốc liệt cũng may là kinh mạch của mình đã được tái tạo lại hoàn toàn mình cảm thấy linh lực trong cơ thể đang dâng trào uy lực của dị hỏa cũng sẽ tăng lên theo thực lực của người nắm giữ sau này nếu mình đạt được đến cảnh giới cao hơn quả thực tương lai đáng mong đợi không ổn dị hỏa bị thu phục bí cảnh sao sập rồi không gian này sắp bị hủy chuyện này là sao long tượng trạch thiên lúc này ly nhiên kịp thời quay lại cứu theo nhạc kiếm ly lý nhiên ngươi đây rồi một tiếng nổ lớn bùm cũng may dùng dị tượng của long tượng trạch thiên chống đỡ nếu không hậu quả sẽ khó lường lý nhiên lý nhiên ngươi tỉnh lại đi ta lại được hắn cứu một mạng nữa rồi tên đang đồ tử này bản thân hắn lại ngủ say sức nóng này là từ trên người hắn truyền đến tuyệt đối không phải là do mình ngại sắc trời âm u rồi đi ra khỏi đây trước thôi và rồi nhạc kiếm ly đã dìu lý nhiên cùng đi chuyển cảnh thần đạo thiên cung phi vân sơn giám quản chấp sự ngọc bài thần hồn của thần đạo thiên cung hôm nay cũng không có dị tượng gì tan làm về nhà thôi bỗng nhiên có lệnh báo mị tam tống thanh tùng ly tứ đích truyền đệ tử tống thanh tùng khuất núi rồi chuyển cảnh tại hạo sĩ nam cương các trưởng môn ma môn đứng đầu hợp hoan tông âm thị đạo sát sinh ngục tụ hợp tại đây gọi là thịnh điền của chúng ma lãnh trưởng môn bây giờ chính đạo cường thế ma đạo thành lập đồng minh công thủ là vì để bảo vệ lợi ích của mọi người sao ngươi lại phản đối chứ liễu tâm hoan trưởng môn của hợp hoan tông đều là mặc áo bầu màu trắng Nhân nhi đẹp trai nam tính bao nhiêu hắn lại chút chiếc ẻo là ẻo bổn tọa nói rồi các ngươi muốn làm gì đều không liên quan đến u la điện bổn toa sẽ không ngăn lại cũng sẽ không tham gia mọi người đều là ma môn chính đạo mang ý xấu đến làm loạn ngươi lại bàng quang không điếm xỉa tới ha ha hay cho câu không điếm xỉa tới ban đầu liên minh chính đạo đánh đến sơn môn ta các ngươi có ai đứng ra không bây giờ các ngươi không chịu nổi áp lực muốn kéo u la điện xuống nước thật sự coi bổn tọa là kẻ ngốc sao bất luận là chính đạo hay ma đạo kẻ nào muốn tính kế u la điện thì hãy hỏi kiếm của bổn tọa trước đã không ngờ tính cách của ma nữ này vẫn thô bạo như trước tu vi cũng cường hãn như trước kia cô ta cứ tiếp tục như vậy có lẽ muốn một mình cả đời xịt những lời này mà ngươi cũng dám nói nếu muốn chết thì đừng có kéo ta theo chuyển cảnh không biết bây giờ nhiên nhi đang làm gì nhỉ đã trở về tông môn hay chưa và có nhớ đến ta hay không đang suy tư thì bỗng nhiên có bồ câu đưa thư tới đây là nhiên nhi vậy mà đã đến vào bí cảnh rồi sao thần đạo cung